Thì tôi đứng như thế nào? Các bạn, các chị nào mà học đi ba rồi chắc học bài này đi ba rồi đúng không? Ở đây có ai học đi ba ở đại học bây giờ chắc là có học rồi. Theo khung hình cũ còn nếu mà đi ba lần hai thì không có học vậy. Đi ba khung hình mới còn một cái học vô. Em đây cứ yên. Tại vì chương trình mới bây giờ đi ba nó học theo module á, cho nên nếu mà module nổi tiếng đó thì nó học tiếng Anh bình thường, và tiếng Anh bình thường thì bắt buộc phải dạy bên em trai. Em vô tụi nó không biết gì hết. Rồi module thần kinh thì tụi nó sẽ học CT với lại em trai toàn não bình thường. Trong công trình mới nhiều khi nó hơi, với lại trong công trình mới là ít văn ngực thì không nói, ít văn ngực thì dễ hiểu dễ học hơn. Chương trình mới hình như là chỉ có chạy nó ảnh chỉ được vô trong mô đun I3 thôi, là được học có như đó thôi. Hình như là học sản phụ khoa, rồi là được học về bình thường, học mấy cái bình thường, khác với chương trình cũ ngày xưa. Thì bài này nếu mà mấy bạn, mấy chị nào mà học I3, ta học rồi nhưng mình học thêm một số thứ thôi, nó cũng có nhiều đó thôi à. CT và não nó cũng chỉ còn chỗ đó thôi. Và sau này học chuyên khoa 1 thì học thêm về em trai nữa nha. Trước khi vô cái bài chấn thương sọ não hoặc là nhồi máu não thì nói về giải phẫu sọ não. Thì nói giải phẫu sọ não là một trong những cái giải phẫu khó của nó. Cái phần diện tích nó chiếm không nhiều nhưng mà nó khó, nó nhiều cấu trúc đó. Mình học những cái cơ bản nhất ha, phục vụ cho một cái tập phim. Còn nếu mà sâu hơn nữa thì nó nhiều cấu trúc nhỏ nhỏ bên trong đó. Thì cái bài đại cương CT mọi người đã học rồi, cách đây mấy bữa đó, mọi người đã học rồi. Thì nhắc lại về cái giá trị hơi phiêu của cái mô trong sọ não để lát mình vô thành thường mình đã biết nó như thế nào. Thì đây là cái những cấu trúc mà ở trong trong cái sọ não của mình, thì có thể mình gặp những cái cấu trúc này ha. Thì mỗi cấu trúc nó sẽ có giá trị hơi phiêu, tức là đậm độ của nó sẽ khác nhau. Thì trong đó cái mà thấp nhất mà mình thấy á, là khí ha, là từ âm 100 đến âm 1000 hao tiêu. Mỡ thì nó cũng giá trị âm, nhưng mà giá trị âm của nó, giá trị âm của nó thì là đậm độ nó cao hơn cái khí đó. Giá trị âm cái số nó sẽ nhỏ hơn ha, âm phải dưới 0 cho đến không. Nói chung là âm từ 0 nó kéo tới âm 100 là mỡ ha. Rồi nước thì thường 0, nó 0 là cho dễ nhớ, nhưng có thể dao động tới 0 tới 10 hơn phiêu ha. Nước trong não của mình là nó có ở đâu? Dịch não tủy ha. Mình sẽ roi vô cái phần dịch não tủy, mình ta thấy cái rồi. Từ 0 tới khoảng 10 hơn phiêu. Chất trắng thì 20-30, chất xám thì 35-45. Cho nên cái như xét về mặt đậm độ của chất trắng, chất xám, nếu nhìn trên đây thì mình sẽ thấy là chất xám đậm độ nó sẽ cao hơn chất trắng, có nghĩa là lá lên hình hay thì chất xám nó sẽ có màu trắng hơn chất trắng. Nó là xám nhưng mà đậm độ trên CT nó sẽ trắng hơn chất trắng, tại vì nó cao hơn nè. Tầm áo khoảng nằm từ 55 đến 75 hơ phiêu ha. Vôi xương thì cao, cao hơn cái máu này nhiều, 80 đến 25. Còn nếu mà kim loại thì nó sẽ cao nữa ha. Thì đối với cái nhắc về sọ não thì mình sẽ có hai cái cửa sổ để mình xem. Một cái là cửa sổ nhu mô với lại cửa sổ xương. Thì nói về cái cửa sổ xương trước, mọi người nhìn đây ha. Cửa sổ xương thì độ rộng của cửa sổ xương khoảng tầm 1200 hao tiêu. Nó sẽ chạy dài, cái vùng mình muốn xem nó sẽ chạy dài từ âm 200 tới dương 1000. Thì trung tâm của nó nằm ở mốc khoảng tầm 400 hao tiêu. Thì trên cái cửa sổ xương này thì mình thấy được cái gì? Đầu tiên là xương chắc chắn là phải thấy được rồi ha. Cái thứ hai là khí, ví dụ như khí trong những cái xoang mình thấy nó màu đen, xương nó màu trắng. Và mình thấy được cái thứ ba là mô mềm này, mô mềm hoặc là cái phần như mô não thì mọi người thấy nó có một màu à, nó màu xám xám giống vậy. Mình không phân biệt được gì, nó không phân biệt được chất trắng xám, không xem được dịch não tủy ha. Mình chỉ xem được xương với lại khí, ví dụ như có tủ khí nội sọ mình xem đây, mình xem đứt xương mình xem đây ha.
Rồi thứ hai là cửa sổ nhu mô là cửa sổ bên này. Thì độ rộng cửa sổ nhu mô nghĩa là mình thu hẹp lại cái vùng mình muốn xem. Nghĩa là vùng mình muốn xem nó chỉ trải dài từ âm 30 cho đến dương 100 hao tiêu. Những cái nào mà trên 100 hao tiêu, ví dụ như là vôi nó rơi vô khoảng vôi ha, nhưng mà vôi nó rơi khoảng tầm 200 hao tiêu á, thì máy nó sẽ xử lý ra màu trắng. Hoặc là máu mà có những cái máu đậm độ nó khá cao á ha, chẳng hạn 120 thì thường nó không, máu thì nãy mình nói là khoảng tầm từ 55 tới 75 hao tiêu thôi. À, ý là cái gì mà nó trên 110 hao tiêu này á, vượt qua ngoài của mình á, cái vượt trên cái vùng cao này á, thì máy nó sẽ xử lý là màu trắng. Cái gì nó dưới, có nghĩa từ 4 âm 40 âm 50 đổ gì sao thì nó sẽ xử lý là màu đen. Cái cửa sổ mình xem nó chỉ có nhiêu đây thôi. Ở trung tâm nó nằm khoảng tầm 40 hao tiêu, là nằm ngay cái vùng mình muốn xem, là chủ yếu là chất trắng chất xám này. Thì trên cái cửa sổ này thì mình sẽ phân biệt được, bắt buộc mình phải phân biệt được trắng xám, bắt buộc ha. Thì chất xám dưới thổ là nó sẽ nằm ở ngoài, chất trắng nằm ở trong. Đã nói rồi ha, chất xám là đậm độ cao, chất trắng là mọi người sẽ thấy nè, cái viền nè, cái viền chất xám ở ngoài đậm độ nó cao hơn, màu trắng hơn, còn chất trắng bên trong ha, và mình thấy được thì nó tỉ nó màu đen. Thì trên cái cửa sổ này thì mọi người thấy ha, mở nằm đâu trên hình này, mở dưới da đúng không, mở dưới da nằm ngoài đây, ngoài cái xương. Và cái dịch nó tỉ mình có phân biệt được không? Không phân biệt được. Mở cái là dịch nó tỉ, nó cũng có một màu y như nhau, nhưng sao không biệt được. Thì mình có công cụ gì, mình đặt bằng ống tim, đặt bằng máy, thì mình có công cụ gì rồi đúng không? Mình rồi, nếu mà dịch nó tỉ của mình thì nó tỉ từ 0 tới 10 đi ha. Còn nếu mà mở thì mình rồi nó âm ha. Hoặc là khi mình phải chỉnh cái cửa sổ ra, chỉnh cái cửa sổ sao cho mở với lại cái dịch mình phân biệt được ha. Thì nói là hai cái cửa sổ này, nhưng mà thật ra chỉ xét về mặt lâm sàng, khi mà mình ngồi mình đọc phim á, mình sẽ cần phải điều chỉnh cái cửa sổ, độ rộng độ hẹp của nó tùy theo mình muốn tìm tổn thương gì. Ví dụ như cái gì, ví dụ như là bây giờ mình muốn có một cái máu tụ nằm trong não ha, máu tụ nằm trong não mà nó nằm với như một cái máu tụ mà nằm sát cái xương sọ đi. Nếu mà mình mở cửa sổ hẹp quá, thì khi mà chẳng hạn như mình lùi cái cửa sổ mình thu hẹp lại, mình lùi nó khoảng xuống khoảng tầm dương 40-50 thôi, nghĩa là mình đang khoảng 140 tiêu, thì mình rút ngắn nó lại, mình rút cái chiều trên này nè, cái chiều dương này mình không để dương 110 nữa, mình rút nó xuống còn khoảng tầm dương 40-50 thôi. Thì lúc đó máu 75 với lại xương, ví dụ với lại xương với vôi là 700-800 đến 1000, thì hai cái đó máy nó sẽ xử lý cùng một màu trắng, còn ấy thì mình sẽ không phân biệt được đâu là máu đâu là xương. Cho nên những cái trường hợp đó mình muốn tắt được đâu là máu đâu là xương sọ thì mình bắt buộc mình phải làm gì? Mở rộng cửa sổ ra đúng không? Mình sẽ mở rộng cửa sổ ra để cho mình mở rộng vượt qua cái khoảng, để cho máu nó nằm bên trong cái hang sáo mình muốn xem mà xương nó nằm ngoài, thì lúc đó nó mới xử lý ra xương màu trắng, còn máu nó cũng trắng nhưng mà trắng cái mức độ thấp hơn cái xương đó. Còn ngược lại, ví dụ như mình trong mình khảo sát mà bệnh lý bệnh cảnh đột quỵ, mình muốn tìm nhồi máu não, lúc đó mình đang muốn xem cái sự phân biệt trắng xám thì nó còn hay mất, thì lúc đó mình sẽ thu hẹp khi mở rộng cửa sổ, thu hẹp khi mở rộng. Giờ mình muốn phân biệt hai cấu trúc tinh vi nó trên là nha, khoảng tầm có 10 đến 15 hao tiêu rồi, thì mình phải mở rộng hay thu hẹp lại. Thì mắt mình bình thường mình chỉ nhìn được có tầm khoảng 10-12-20 hang xám thôi, tùy mỗi người. Thế là mình chỉ phân biệt được có 12-20 cái màu xám đó thôi ha. Thì mình mở cái cửa sổ càng hẹp thì mình càng chia nhỏ cái, mình làm tăng cái khả năng mình phân biệt những cái màu xám đó với nhau. Cho nên nếu mà mình muốn xem phân biệt trắng xám thì mình phải thu hẹp cửa sổ lại. Cho nên đây là cửa sổ nhu mô thông thường thôi. Thì những thông số này nó có thể dao động một chút tùy theo đơn vị chọn thôi, tùy theo nơi ha. Nhưng mà có một cái cửa sổ đặc biệt dành riêng cho đột quỵ, nên mốt mình sẽ tới mình học cái cửa sổ đó, nó sẽ hẹp lên, cái độ rộng cửa sổ nó hẹp lại, và trung tâm nó bắt buộc nó cũng phải nằm cái mức mà nắng sáng mình muốn xem này. Rồi đi vô giải phẫu ha. Giải phẫu thì đây là cái hình một cái phần nhỏ trong não của mình đi từ ngoài vô trong luôn ha. Bắt đầu phía ngoài là có mô mềm, rồi cái chỗ cái này là xương ha, này là xương sọ.
xương sọ, rồi cái màu xám xám này, màu xám xám này nó kéo dài xuống tới dưới đây, đó chính là màng cứng của mình ha. Thì màng cứng của mình có hai lớp, bên trong với lớp ngoài. Thế mọi người thấy cái màu xám nó có cái mình viền xám ở phía ngoài nè, đây là cái màu xám phía trong nè. Và hai cái lá này á, tới cái khoảng vị trí mình nó tách ra, nó tạo cái này là gọi là xương tĩnh mạch ha. Đây là xương tĩnh mạch, xương tĩnh mạch là xương tĩnh mạch dọc trên nè, do hai lá màng cứng của mình nó tách ra. Rồi khi tới đây nó tách ra là hai lá, cái lá trong này nó chạy vô cái phần rãnh như móng cầu nè, nó tạo thành cái này của mình là cái gì, liền liền đại não hay liền não cũng được ha. Thì cái lá màng cứng của mình thì thường nó khoảng tầm 11 đến 2 ly thôi, và nó phải bắt buộc nó phải đều từ trước ra sau, từ trên xuống dưới nó phải đều đặn như vậy. Và mình hình ảnh mình thấy được nó không? Thấy được, nhưng mà em ra nó dễ thấy hơn CT ha, đặc biệt là cái em ra mà mình chung chút thương phản vô. Còn CT nhiều khi mình khó nhận diện được, tại do màng cứng mình nó bám sát vô xương thì nó sẽ nó nằm cạnh cấu trúc xương, nó sẽ có ảnh giả thành xương á, nó làm cho màng cứng mình sẽ khó thấy được ha. Và cái màng cứng này nó không có hình đầu mạch máu não, cho nên khi mà mọi người tiêm thuốc vô thì màng cứng nó sẽ bắt thuốc. Rồi, và bình thường á, nếu mà mình đọc CT sọ não, đôi khi mình thấy cái liền đại não của mình nó hoặc là cái vị trí màng cứng này nó có những cái nốt bôi, thì đó là nốt bôi bình thường hơn, không phải là bất thường ha. Rồi ngoài ra nó có thể là lắng động mỡ trong đó, nó cũng là bình thường luôn. Thì cái nốt bôi nó có thể dạng nốt, dạng đường gì đó. Đây, đây là này là hai cái móng cầu, bên đây bên phải, bên đây bên trái ha. Đây, vị trí rãnh liên móng cầu, cái đường này chính là liền đại não của mình nè. Nhiều khi mọi người thấy con nốt bôi cũng là bình thường ha. Rồi, còn đây cách ngang luôn, đây là liền đại não ha. Này mặt cắt gì đây, cono ha, cono. Đây là tầng trên lèo nè, này là cái lèo tiểu não của mình nè, nó sẽ chia ra, đây là tầng trên lèo nè, đây là tầng dưới lèo nè, chính giữa cái đường giữa giữa hai cái cầu đại não là đường đại não đây ha, đây là đường tiểu não. Và đây là vị trí cái xoay nhé, tôi nói ha. Rồi cắt mặt cắt sang tô, đây là lèo tiểu não, nó sẽ chia ra phía trên này là tầng trên lèo, này là tầng dưới lèo. Rồi. Khi mình đi cái tầng trên lèo, đi từ trên cái vòm sọ đi xuống, những cái lát đầu tiên thì có hai cái thùy não xuất hiện. Là thùy gì? Thùy gì? Thùy gì? Chán với lại đính thì đỉnh cũng được ha. Rồi, chán với đính. Thì cái móc giải phẫu mà nó phân chia hai cái thùy đó chính là rãnh trung tâm ha. Mình sẽ đi tìm rãnh trung tâm này để mình định vị, ví dụ tổn thương của mình nó rơi vào đây cái trước rãnh trung tâm thì mình gọi là thùy chán. Chứ sao rãnh trung tâm là thùy đỉnh ha. Thì đặc biệt đỉnh trung tâm ở đây nó hình ob ngang ngược, nó giống như vậy đó, nó cong xuống cái hình vẽ trên đây. Và thường nó sẽ không có nằm ngang, nó có mình chết chết giống vậy ha. Và cái phía trước này là thùy trán rồi ha, là nguyên cái này là cái thùy trán luôn. Nhưng riêng cái hồi não ngay phía trước nó luôn gọi là hồi trước trung tâm, cái này là hồi sau trung tâm. Thì bình thường á, cái hồi trước trung tâm của mình nó bề dày của nó sẽ dày hơn cái hồi sau trung tâm. Cho nên khi mà mọi người đi tìm cái rãnh này thì mình phải dò lại cái đặc điểm đó có đúng không? Và cái hồi trước trung tâm nó là bình thường, chứ không nói những người teo não hay như là khác ha. Bình thường thì cái hồi trước trung tâm này nó phải dày hơn cái hồi sau trung tâm này. Và thường cái rãnh trung tâm này thường nó sẽ không phân nhánh. Rồi mọi người thấy phía trước này có cái rãnh trán trên, và rãnh trán trên này thường nó cũng không có cắt cái rãnh trung tâm của mình. Mình cứ đi tìm, và sau đó mình cứ lần xuống theo cái rãnh đó, cứ phía trước rãnh là trán, phía sau rãnh là đính ha. Thì khi mà mình cắt từ trên xuống dưới thì cái rãnh nó sẽ đi xuống dưới và đi ra trước một chút khi mình cắt từ trên xuống. Rồi, tương tự ha, cứ lần theo cái rãnh đó thì phía trước là trán, phía sau là đính. Rồi thì mình sẽ có cái phần chất xám mà nói rồi nè, xám trắng mình nói rồi. Tiếp tục đi xuống nữa thì cái đầu tiên cái phần màu đen xuất hiện là cái não thấp ha. Thì cái não thấp của mình á thì nó sẽ, não thấp bên của mình nó sẽ cong vòm lên nhầy đúng không, cong vòm lên. Thì khi mà mình bác cái đầu tiên mình thấy cục đó là thân mà thấp ha, hay thân mà thấp. Ở phía trước cũng là trán ha, phía sau cũng là đính. Nếu mà cái đặng chậm nó xuất hiện thì mình sẽ thấy một phần bị chậm xuất hiện ở phía sau này. Thì có một cái cấu trúc mà nhiều khi mình học mình không để ý, đó chính là thân của nhân đuôi. Nhân đuôi thể chai nó cũng sẽ vòm giống vậy. Thì đây có một cái phần chất xám, bên này chất xám nè, sát bên cái thân não thất luôn, có một cái đường chất xám mọi người thấy nó trắng trắng nè, thì đó chính là thân nhân đuôi. Đây là
phần ở hốc, phần bên đuôi, phần kế bên nó mới là cái phần chất trắng. Thì cái chất trắng mà khi mà mình thấy cái thành phần nó xuất hiện thì cái chất trắng sau bên trong này mình gọi là thành tia. Còn nếu mà những cái lát trên này thì cái chất trắng mà nằm sau bên trong này mình gọi là trung tâm bán phù dục. Xuống cái thân, cái thấy cái đoạn hốc thì mình gọi là thành tia. Đi tiếp xuống nữa thì tiếp tục phía trước cũng là từ trán nè, cái này là bắt đầu từ thái dương xuất hiện ha. Khi mà mình thấy một cái rãnh não này gọi là rãnh tibius, thì chị em hiểu được rãnh bên, thì đây chính là lúc mà từ thái dương đang xuất hiện ha. Cái sau này nó là bị chẩm, đây là sừng trán là thấp bên, sừng chẩm là thấp bên ha. Và mình sẽ thấy một số cái cấu trúc nằm sau bên trong gồm có chất trắng với chất xám luôn. Thì nói về chất xám trước thì mình sẽ có một cái là số 1 này nè, là đầu nhân đuôi. Số 2 là nhân bèo, số 3 là đồi thị. Là ba cái này là cấu trúc chất xám. Nó sẽ có một cái chất trắng hình chữ V nằm ngang ngang ba cấu trúc này ha. Đây, đây chữ V nằm ngang giống như nè ha. Mọi người thấy nè, đây. Thì cái này là chi trước bao trong, chi sau bao trong ấy. Ngay đỉnh chữ V này là gối bao trong. Thì giờ mở lại đắp nhất tơ coi lại thì mình thấy nó rõ, hoặc là mình gọi em ra thì biết độ phân giải của mình nó cao hơn, mọi người thấy nó dễ hơn ha. Rồi đây đầu con đuôi ha, phía trước bao trong, đều phía sau bao trong, rồi thị phía trước có hai phần cái trắng mà nó nói hai bên cầu đại não với nhau, thì đó chính là cái chai. Phần trước sẽ là này, mọi người hay quên lắm, phần trước là gối để chai, phần sau là đầu để chai. Còn cái thân thể chai cũng tương tự như cái thân nội thất, nó sẽ cong vòm lên. Mình muốn thấy thì mình sẽ cắt những cái mặt cắt ở trên cao ha. Tiếp tục xuống thì có một cái phần mà chứa dịch não tủy nó nằm ngay đường giữa chỗ này, chính là nội thất 3 đây. Nội thất 3 ha. Và đây là ngoài người xét chưa tới cái rãnh bên này, rãnh sibius thì chưa tới xét bên nó. Còn mô não chỗ này là tiền đảo, và đây là tiền thái dương thì chẳng, thì chán. Tương tự nè, vẫn còn từ cái dương này, thì phía trước cũng còn một phần từ chán ha. Xuống đây là nó qua tầng dưới lèo là có bắt cầu tiểu não rồi ha. Rồi, thì cái não thất nãy thì mình xem được có sừng chán nè, sừng chẳng nè, thân nè, rồi thấy được não thất 3 rồi. Xuống đây mình sẽ thấy được sừng thái dương bên hai bên. Đầu tiên một vài người mình sẽ không thấy cái sừng này lắm, nó nhỏ lắm, mình không thấy. Ở nếu mình có thấy thì mình thấy nó khoảng tầm dưới 3 ly thôi. Nếu mà một trường hợp mà một bệnh nhân bị não thủy á, nó tắc nghẽn á, nói chung não thủy nó sẽ có nhiều cơ chế, ví dụ như não tĩnh tắc nghẽn đi, thì bệnh nhân sẽ có tình trạng là não thủy. Thì cái não thất mà giãn đầu tiên nó chính là cái vị trí sừng thái dương này. Mình sẽ đi tìm sừng thái dương trước, thấy nó cộng ra chứng tỏ là bệnh nhân nó có tình trạng là có giãn não thất rồi ha, não thủy á. Thay dựng bằng cách côn nô lên thì mọi người thấy đây, đây là não thất bên hai bên ha. Đây là não thất 3 nằm chính giữa nè. Não thất bên thông với não thất 3 bằng cái lỗ gì? Não thất mình là một cái hệ thống nó thông thương với nhau ha. Thì cái não 3 đó, lỗ thông rô ha. Thì nó sẽ có cái lỗ thông rô thông từ não thất bên này đi xuống não thất 3 này. Và từ não thất 3 nó sẽ xuống tới cái gì? Ống não. Xong rồi tới não 4. Rồi từ não tư cũng sẽ có những cái lỗ thông đi ra những cái bể não, những cái bể quanh cái thân não ha. Thì từ não tư đi ra nó sẽ có ba lỗ đi ra. Nhưng mà cái lỗ chính giữa mình gọi là lỗ Meyendi, lỗ hai bên mình gọi là lỗ Ruska. Sao mình nhớ được chữ M á, giống như Meyendi O hay là Meyendi, nói chung là M là giống như chính giữa đúng không, là lỗ Meyendi. Chữ L rồi mọi người hay nói là lateral hay gì, là phía ngoài phía bên rồi đó, là Ruska. Mình vẫn nhớ ha. Thì não thất mình nó sẽ, nhiều khi mọi người đọc xuất huyết não thất á, khi mình lần đi xuống não thất tư cái mình thấy nó có hai cái đường từ trên não thất tư đậm độ cao, từ não thất tư nó chạy ra ngoài, cái mình tưởng mình đọc lầm đó là xuất huyết của thân não, là không phải. Nhiều khi não đang chạy qua những cái lỗ đó đó, nó từ não thất tư nó đi ra ngoài. Rồi tiếp tục ha. Thì cái tầng dưới lèo thì nó sẽ có bán cầu tiểu não và có thân não. Thì thân não mình sẽ có ba phần đúng không, từ trên xuống dưới. Đầu tiên là cuốn não đúng không, cuốn cầu hành, cuốn não, cầu não, hành não. Thì khi mà mình cắt
Cái đầu tiên mình thấy là cuống não là hình chữ V giống vậy ha, hình chữ V. Rồi cái dịch não tủy mà nằm giữa hai cái rãnh này mình gọi là tủy giang cuốn, tủy giang cuốn não ha. Rồi đây là cái cuống não hình chữ V ha. Và phía sau nó có cái cống não nhỏ xíu này, tiến xuống tròn hơn ha, bắt đầu cắt xuống nữa, nó tròn là nghĩa thành cầu não rồi. Cầu não ngay phía sau cầu não này, cái dịch não tủy nó cái này là não tư ha. Còn cái phía sau cuống não nó nhỏ xíu, chỗ này là cống não nè, đây xuống đây là cầu não tròn hơn nè, não tư nè. Rồi đây là bán cầu tiểu não nè, cái chính giữa này là thì dung hay thì nhọn ha. Rồi thì cái thân não của mình đó là cuốn tuần hành của mình, nó sẽ nói với cầu tiểu não, não nó sẽ nói nhau đó ha. Thì cái thân não nó sẽ nói với cầu tiểu não bằng ba cuốn tiểu não, cuốn tiểu não trên, cuốn tiểu não giữa, cuốn tiểu não dưới. Mà cái cuốn tiểu não mà mình dễ dàng nhìn thấy đó chính là cuốn tiểu não giữa, nó nói giữa cái cầu não với cái cầu tiểu não là cái chỗ này nè, cái cầu nối đây nè. Cái hai cái này nó không nằm riêng lẻ nhau ha, nên có cái cầu nối gọi là cuốn tiểu não giữa, là cái to nhất mà mình có thể thấy dễ dàng thấy được. Và mình nằm đi lên trên ha, tầng lên trên mình sẽ thấy cuốn tiểu não trên chứ nó nhỏ thôi, nhưng mà cái để cho người dễ dàng nhất là cuốn cuốn tiểu não giữa chỗ này nè. Rồi tiếp tục đi xuống dưới nữa thì nó sẽ cái thân não nó nhỏ lại ha, rồi nó không có hình tròn, nó hơi hình chữ nhật, hình chữ vuông vậy. Hành não đó, hành não phía xa tiếp tục cũng là cái cầu tiểu não. Rồi đây cách xa tô đây cuốn cầu hành, cái này là gì? Phía sau cầu não nè, đây là gì? Não tư, cái cầu tiểu não ha. Còn cái này là phần hành nhân tiểu não. Thì có hai cái bể mình cũng nên quan tâm khi mà mình đọc. Thật ra nó có nhiều cái bể não đó, chứ không phải là chỉ có hai cái bể này thôi ha. Nhà nhà ngồi xem thêm. Thì đây là đầu tiên một cái bể là cái bể đầu tiên là bể bên của não sinh tư. Thì của não sinh tư nằm chỗ nào? Của não sinh tư đây nè ha, cái phía sau cuốn não á, là cái chỗ này, cái này là cống não ha, đây là bể bên của, đây là của não sinh tư. Thì cái bể nằm phía sau này gọi là bể bên của não sinh tư là đây ha. Mình cắt tới cái cuốn não phía sau này, nó có hình mặt cười, sẽ đi sau não là bệnh nhân có tổn thương cho cái mặt này nó bị méo, là mình coi chừng có bị não chứ không rồi ha, có cái hiệu ứng khó chèn ép gì đó rồi, phải lưu ý xem cái bể này. Rồi tiếp thứ hai là bể trên yên, bể trên yên nằm chỗ nào? Quay lại sa tô cá nữa ha. Trên sa tô này á, đây là xoang bướm nè, xương bản vuông nè, vị trí chỗ này mà cái phần phần trên, cái thành trên của xương bướm á, hay phần trên của cái xương bướm nó lõm xuống, đây, lõm xuống hình là cái hố nè, gọi là cái hố yên, bên trong nó có chứa tiếng yên. Thì cái bể như cái trên này chính là bể trên yên nha. Còn những cái bể phía sau này mình sẽ gọi là bể lớn, hoặc là những cái bể quanh cầu não, quanh thân não, quanh cuốn não thì mình sẽ có cái tên bể quanh cầu não, bể trước cầu não gì đó. Nói chung là có rất nhiều cái bể ha. Rồi thì đây là bể trên yên. Rồi đó là cái vị trí đó này ha. Rồi bắt đầu quay qua sao tô thì axô thì mình làm sao? Đây là bể trên yên thì nó có thể là nằm trước cầu hoặc trước cái cuốn não. Nhìn lại lần nữa đi ha. Đây, tùy theo cái lát cắt của mình, nó có thể là nó sẽ đi một phần của nó là đi ngang cái cuốn não, hoặc một số lát nó sẽ tới cái phần trên của cầu não ha. Thì cái bể này nó có hình dạng gì? Đây, đây là cái bể trên yên. Và mình có thấy nó có những cái phần tua ra, mình ta ví như là ngôi sao. Thì nếu mà mình cắt ngang mức cầu não này thì cái ngôi sao của mình nó sẽ có năm cạnh. Cạnh thứ nhất là nó đi vô cái phần rãnh đi mấy cầu phía trước này, hai cái cạnh đi ra hai bên, nó chạy về cái hướng hố thái dương về phía rãnh sinus này. Hai cạnh ở phía sau nữa là nó sẽ ôm là cái bể quanh, bể quanh cái quanh cầu não là năm. Nhưng mà giả sử nếu mà mình cắt cái này mà ngang cái cuốn não á, thì nó sẽ có thêm cái bể giang cuốn nữa. Có nghĩa là ngôi sao của mình lúc đó nó có thêm một cái cạnh ở phía dưới này nữa, thì nó thành ngôi sao sáu cạnh. Thì bình thường những cái bể dịch não tủy thì bắt buộc nó là chứa dịch não tủy là hiển nhiên rồi ha.
Nhưng mà cái bảng thông tin này nó cần chứa rất là nhiều thành phần quan trọng ở trong đây. Cái đầu tiên ha, đây là tiếng yên, thì từ phía trên này cái phần não của mình nó nói với tiếng yên bằng cái gì? Cuốn tiếng yên. Cho nên cái cuốn tiếng yên của mình là hiển nhiên nó sẽ nằm ở trong cái bể tiếng yên này rồi. Thì nếu mà mọi người cắt axio thì cái cuốn tiếng yên nó chỉ là cái chấm nhỏ thôi, khoảng tầm dưới 3mm là cái nhỏ vậy thôi ha. Rồi, ngay cái chữ cuốn tiếng yên ở chỗ này của mình đó, là nó sẽ là cái này là hốc mắt, chỗ này phía gần này ha. Tôi có ghi thị đi vô thì hai ghi thị nó sẽ giao nhau tại một cái cấu trúc đó gọi là gì, giao thoa thị giác. Thì cái giao thoa thị giác đó nó sẽ nằm ngay cái trước cái cuốn tiếng yên này. Rồi ngoài ra thì trong đây nó còn có những cái dây thần kinh sọ, ví dụ ghi 3 ha, ghi 4 ha. Rồi có những cái mạch máu trong dòng đa giác tourist của mình. Cho nên cái bể tiếng yên này là một cấu trúc giải phẫu rất là quan trọng, nó chứa nhiều thành phần trong đây lắm. Thì nếu mà cái bể này nó biến dạng, ví dụ như nó không còn đủ năm cạnh sáu cạnh giống vậy nữa, nó biến dạng nếu máu đi, hoặc là nhiều trường hợp nó biến mất luôn, là lưu ý là coi có xuất bị não hay không. Và những trường hợp mọi người thấy nó chứa rất là nhiều cấu trúc quan trọng, cho nên không có nói gì u thì nói sao ha. Ví dụ như một cái tổn thương nào đó nó chèn ép hốc vị như não, nó chui vô nó chiếm cái chỗ này đang chỗ trống nè, chui vô đây nó chiếm vô đây, thì bắt buộc nó sẽ phải ép những cấu trúc trong đây ha. Có thể ép cho coi tỉ giác khi mờ mắt, ép thần kinh gây triệu chứng của dây thần kinh, ví dụ như ép chi bay tập mi đó, ví dụ vậy ha. Đó là cương nói xong là nhìn như não rồi, nhìn xương ha. Xương thì cũng cắt từ trên xuống dưới, thì mình sẽ có cái trước là xương trán, phía sau là xương đỉnh, xương trán mấy xương, xương đỉnh mấy xương. Mình bình thường mình có mấy xương trán? 1, 2 thôi chứ chắc chắc không phải có 3 rồi. 1 hay 2 mấy? Mấy xương trán? 1 xương trán, mấy xương đỉnh? 2 xương đỉnh, giữa 2 xương đỉnh là cái khớp gì? Dọc. Khớp dọc giữa ha. Và xương trán nó nói xương đỉnh là cái khớp vành ha. Khớp vành. Thì cứ nếu mà tổn thương nứt chỗ này thì đặt là nứt xương trán, nứt chỗ này là nứt xương đỉnh phải, xương đỉnh trái vậy ha. Nhớ lưu ý cái khớp. Thì cái khớp là cái chỗ mà nối giữa hai cái xương với nhau. Và cái chỗ khớp này á, thường nó sẽ khác cái đường đứt sọ. Cái khớp nó sẽ dạng như răng cưa vậy đó. Và tại những cái vị trí khớp đó, cái xương nó sẽ sơ, cái đậm độ nó sẽ cao hơn những vị trí xương bình thường giống vậy. Và khi mà mình đọc CT sọ não á, thì bệnh nhân vô, nằm vô máy, máy quét qua là mình sẽ ra được một cái bộ dữ liệu nguồn. Thì cái bộ dữ liệu nguồn đó thì lúc mà mét sẽ thực hiện chụp, mét sẽ cài đặt là máy nó sẽ lấy bộ dữ liệu nguồn đó xử lý cho mình ra cửa sổ nhu mô, xử lý ra cửa sổ xương ha. Còn nếu mà mình đặt phim á, mà mình lấy cái hình mà cửa sổ nhu mô đó, mình dùng cái phần mềm e-film hoặc là dùng đây ăn dùng gì đó phần mềm tùy theo Audiris gì đó ha, mà mình chuyển từ cái cửa sổ nhu mô đó mà mình dùng phần mềm đọc phim mình chuyển cái cửa sổ xương á, thì chắc chắn cái cửa sổ xương đó nó sẽ không đẹp bằng cái cửa sổ xương mà máy nó dùng cái bộ dữ liệu nguồn nó xử lý cho mình. Thì đây là cái cửa sổ xương đẹp thì bắt buộc mình phải thấy được cái bản sọ ngoài, bản sọ trong, với cái phần chính giữa là cái khoang tủy này ha. Cái khoang tủy giữa hai cái bản xương bản sọ này là cái khoang tủy, thì khoang tủy nó sẽ chứa mỡ bên trong này. Rồi lát sẽ cho mọi người coi một cái ca CT thiệt, mà mình sẽ xử lý từ cửa sổ nhu mô mình chuyển qua với lại cái cửa sổ xương chính gốc để mình xem nó sẽ khác nhau thế nào ha. Nếu mình dựng cono lên thì đây là khớp dọc giữa ha, đây là xương đỉnh. Thì sau đó khi mà cắt hết xương đỉnh thì đi xuống dưới thì sẽ gặp xương thái dương. Thì giữa xương đỉnh với xương thái dương có cái khớp gọi là khớp trai ha. Khớp trai này, khớp trai tương tự trán nè, vành nè, đỉnh nè, phía sau này giữa xương đỉnh với xương chẵn là khớp lambda. Nhớ những cái chỉ này là vị trí khớp bình thường. Để sao? Thứ nhất là những bệnh nhân chấn thương sọ não vô thì mình đừng có lầm đây là đứt sọ. Cái thứ hai nữa là có một số tổn thương lát học. Lát học thì nó sẽ liên quan tới cái khớp này như thế nào, lát mình sẽ biết, nên phải nhớ cái vị trí khớp bình thường nằm chỗ nào, đặc điểm khớp bình thường nó ra sao. Và từ cái khe khớp này bình thường nó nhỏ lắm, thì khi mình cảm thấy rõ cái khe khớp cái vùng sơ xương, cái đường răng cưa sơ xương ha.
tục đi xuống dưới nha. Đây là thái dương, cái cốc đai chỗ này phía sau là xương đỉnh, còn phía sau này, phía sau cốc lông đai là xương chẳng. Còn son là mọi người đã học trong bài CT son rồi đúng không? Đúng không? Học chưa? CT son học chưa? Chưa hả? Quên chữ mốt. Rồi, đi xuống dưới tiếp tục chỗ này là khí bầu chẩm ha. Khí bầu chẩm nè. Đây là cốc lông đai, phía sau là xương chẳng. Xong được nhu mô, phong xương, rồi mình nói sơ qua mạch máu. Thì nếu mà trên CT mà không có kim thuốc tương phản của mình á, thì mạch máu nó sẽ hiện lên với đậm độ nó cao nhẹ nhẹ hơn so với cái phần nhu mô não này là bình thường nha. Bình thường nó phải cao nhẹ nhẹ hơn. Nếu mà nó cao nhiều hơn á, thì coi chừng là có bất thường, ví dụ như huyết khối bên trong nó ha. Nhưng mà cũng có một số trường hợp, ví dụ như những cái người mà trường hợp ví dụ như nhất là trẻ con hoặc những người có bệnh lý đông máu, đôi khi cái mạch máu này á nó cũng có thể cao nhiều hơn. Cho nên khi mà mình đọc những cái bất thường mà liên quan tới cái mạch máu mà mình nói là có huyết khối hay không á, mọi người nên dựa vô theo mình cảnh lâm sàng và xem tương ứng cái vùng tổn thương, thì cái đó từ từ vô bài nói tiếp ha. Nhớ cái bình thường trước là chỗ nó sẽ cao nhẹ hơn so với nhu mô não, thì cái vị trí như là động mạch não giữa nè. Tiếp tục xong tĩnh mạch cũng tương tự ha, đây xong tĩnh mạch dọc trên bình thường nó cũng sẽ cao nhẹ nhẹ hơn so với nhu mô não ha. Đây xong dọc trên các cô nô xong ngang ha, xong ngang hai bên hỏi vô thì bắt đầu cái này là bắt đầu rối nè, được chưa? Giờ nhu mô với xương nha, rồi vô mạch máu nha, rồi thấy nhìn cái hình này là thấy cũng rối rồi đó. Rồi thì có bao có tất cả những cái nhánh giống vậy mà cung cấp máu cho não nè. Cái lần đầu tiên mà mọi người tiếp cận thì không thể nào mọi người nhớ được nó chắc chắn luôn. Bữa nay có ca cho mọi người chưa chắc mọi người nhớ được đâu. Cho nên mình sẽ đi đọc phim, mình đi thực hành từ từ mình sẽ nạp vô đầu mỗi ngày một tách ha. Thì đối với cái não thì người ta sẽ chia ra làm hai cái vòng tuần hoàn. Vòng tuần hoàn trước với vòng tuần hoàn sau. Thì chắc chắn hai cái vòng tuần hoàn này nó không có riêng lẻ với nhau rồi, mà nó sẽ có không nói với nhau ha. Trên hình này là bao gồm cả vòng tuần hoàn trước với vòng tuần hoàn sau luôn. Thì vòng tuần hoàn trước nó sẽ bắt đầu từ cái hình động mạch cảnh trong. Cảnh trong nó sẽ xuất phát từ đâu mọi người? Cảnh trung xuất phát từ đâu? Cái động mạch cục. Cảnh trung. Cảnh chánh đại đạo. Từ đâu? Bên bên phải nó từ đâu? Ví dụ như mình xét từ cái, tại vì nếu mà chồng sọ não nó chụp CT mà CT động mạch đó, thì người ta sẽ quét cho mình từ qua động mạch chủ quét lên luôn ha. Từ qua động mạch chủ người ta quét lên cái vòng sọ cho mình luôn. Thì bên phải mình sẽ là cái gì? Thanh chánh đại đạo. Thanh chánh đại đạo. Sau đó cho ra. Cho ra mạch dưới đòn. Cảnh trung với cái gì? Mạch dưới đòn. Dưới đòn ha. Cái người bên phải nó sẽ quét bên trái cái khúc dưới này. Mình là thanh chánh đại đạo nó cho ra dưới đòn bên phải với lại cảnh trung bên phải đúng không? Và xong mới lên cái cảnh trung mới cho ra cảnh trong với cảnh ngoài. Nhưng mà nhắc tới não thì người ta sẽ nhắc tới động mạch cảnh trong ha. Não thì sẽ nhắc tới động mạch cảnh trong. Và còn bên trái thì cái thằng động mạch cảnh trung với lại động mạch dưới đòn thì nó sẽ xuất phát từ qua động mạch chủ luôn ha. Hai nhánh đi ra đi cho nó không có cái thân cánh tay đầu như bên phải. Rồi khi động mạch cảnh trung nó lên nó sẽ chia ra cảnh trong với cảnh ngoài. Mình đang quan tâm cái thằng cảnh trong ha. Cảnh trong nó sẽ đi đoạn ngoài sọ, sau đó nó sẽ đi vô cái phần trong xương đá của mình. Xương đá là nó thuộc xương gì? Thái dương. Nghĩa là nó sẽ có cảnh trong của mình, nó sẽ có đoạn ngoài sọ nè, xong nó vô trong xương đá, xong nó vô cái đoạn xoang hang, rồi bắt đầu nó chia ra những cái nhánh. Thì có hai nhánh bận lớn của nó thuộc vòng tuần hoàn trước luôn, đó chính là động mạch não trước với động mạch não giữa. Cảnh trong là tuần hoàn trước, chia hai nhánh bận lớn là não trước với não giữa. Rồi thì giữa thì đây là cái cảnh trong người ta đã cắt ra rồi, người ta đã cắt cái khúc này là vòng tuần hoàn trước nè, cái khúc phía dưới này là vòng tuần hoàn sau nè, đang nói cái vòng tuần hoàn trước này trước ha. Thì cái cảnh trong chỗ này người ta đã cắt nó ra rồi, bắt đầu người ta tính từ cái khúc nó chia ra não giữa nè, não giữa nó sẽ chạy ra hướng hai cái bên giống như đi về hướng thái dương của mình nè ha. Và hai thằng não trước nó sẽ đi ra, nó sẽ chui vô cái rãnh đi móng cầu. Đây là hai mặt trước và nó chui rãnh đi móng cầu nè. Thì đó là cảnh trong nè, ở giữa đi ra nè, ở trước đi ra đi vô rãnh đi móng cầu. Thì giữa hai não trước này có một cái nhánh nhỏ nói hai não trước với nhau, mình gọi là động mạch
thông trước. Thì ngoài cái hành cảnh trong nè, não giữa là não trước thông trước, thì cái thằng não sau giống như cái cầu, bắt cầu nó nối giữa cái vòng tuần hoàn trước này với vòng tuần hoàn sau, có nghĩa nó là cái cầu nối giữa hai cái, như cái chỗ mà liên lạc của hai cái vòng tuần hoàn này ha, là cái hành cảnh thằng thông sau, chứ thằng thông sau này chính là cái chỗ nói gì thì một số cái phân loại người ta gom cái thông sau đó vô cái vòng tuần hoàn trước này luôn ha. Vòng tuần hoàn trước nó sẽ bắt đầu những cái phần này, còn có cảnh trong này, não giữa này, não trước và thông sau. Rồi chưa, qua vòng tuần hoàn sau nó bắt đầu từ đâu? Nó sẽ bắt đầu từ hai động mạch đốt sống, nó nằm ở đâu, của dưới cổ mà nó sẽ nằm đâu, trong những cái mẫn ngang của đốt sống đúng không? Sau nó đi lên thì mọi người về xem nét tờ thêm ha. Thì nó sẽ là hai cái hàng động mạch đốt sống khi mà đi lên tới khoảng vị trí cầu não, cái cầu não của mình á, thì nó sẽ hợp thành động mạch thân nền. Hai thằng đốt sống nè, hai thằng co đùng dưới đây nè ha, co đây nè, nó lên nó sẽ hợp thành động mạch thân nền. Rồi sau đó động mạch thân nền nó sẽ chia cái nhánh phận lớn là động mạch não sau. Cái nãy mình nói não giữa nè, não trước nè, còn cái nhánh não sau là thuộc tuần hoàn sau. Đây, cái hàng nhánh lớn này nha, nhánh lớn này nè. Đây thì trong đây thành này có kiến thức cho mọi người. Tại vì một cái mốt mình sẽ viết tắt cái hạn như cảnh trong, não trước, não giữa vậy nè. Cái từ viết tắt á thì mọi người về coi cho quen ha. Sau này người ta cũng sẽ đọc tài liệu hoặc là nói chuyện những viên ta cũng viết tắt vậy nè. Đó thì thân nền nó sẽ cho hai nhánh động mạch não sau ha. Rồi tiếp nữa thì cái một vòng tuần hoàn sau nó còn có một số nhánh nó sẽ đi vô cung cấp máu cho các cầu tiểu não, mình sẽ làm cho mọi người thấy rối hơn nè. Và nói từ từ nha, là động mạch tiểu não thì nó sẽ có ba nhánh ha. Động mạch tiểu não nó có ba nhánh một vòng tuần hoàn sau nha. Rồi đầu tiên là động mạch tiểu não trên, rồi động mạch tiểu não trước dưới, động mạch tiểu não sau dưới, là nó ba cái nhánh đó. Động mạch tiểu não trên nè, trước dưới nè, sau dưới nè. Rồi mình chỉ từng nhánh nha. Thì đây là động mạch nè, tiểu não trên nè. Mọi người thấy nó nằm chung với cái chỗ mà thân nền chia não sau không? Thay vì ngã ba và ngã năm nha. Nó có hai cái nhánh nhỏ mình lưu ý, tại vì mình đọc, nếu mà mình đọc TTA CT động mạch đó, cẩn thận cái này nó có hai cộng chứ không phải một cộng, để nhiều khi mọi người thấy nó còn nhân bị nhồi máu. Ví dụ mình nghi là có tắc cái động mạch não sau, kêu mình đọc CTA là nhìn vô thấy còn một thằng chỗ này, cái mình nói là não sau nó còn thì mình sai, coi chừng sai nha. Tại vì chỗ này nó còn có cái động mạch tiểu não trên nữa, nó nhỏ hơn cái động mạch não sau, nó nằm ngay chỗ này. Nên chỗ này là cái đây rẽ ra hai nhánh não sau và rẽ thêm hai nhánh tiểu não trên nữa ha. Cái tắc đây SCA ha, đó là động mạch tiểu não trên. Rồi được một thằng này ha, còn hai cái là động mạch tiểu não trước dưới với động mạch tiểu não sau dưới, mà sau này mọi người sẽ hay nghe nói là nhờ máu vùng AK BK gì đó ha. Rồi đây AK là cái chỗ này ha, BK là dưới đây mọi người nè. Động mạch tiểu não trước dưới, động mạch tiểu não sau dưới ha. AK là động mạch tiểu não trước dưới, IK là động mạch tiểu não sau dưới, thì hai cái nhánh này nó xuất phát sao? Cái hàm động mạch IK này trước dưới này nó sẽ làm cái nhánh khoảng tầm 1/3 đoạn đầu tiên của hàm thân nền á, nó có cái nhánh lớn đi ra nè, thì đây chính là nhánh IK nè, ở động mạch tiểu não trước dưới nè. Còn IK nó sẽ là nhánh của động mạch đốt sống, ở dưới đây là IK. Chậm mình có thể đọc được những cái nhánh này hết mọi người chưa? Qua nha. Thì cái đó phân chia từ hàng trước tới từng cột từ hàng sau ha. Rồi thì khi mà mình dựng hình cái cây mạch máu lên thì nó sẽ giống dài nè, nãy là cắt ngắn ngắn bên trong cho mình đỡ rối, bây giờ nối dài dài ra thêm ha. Thì thấy hai nhánh mà nó chập chạy vô đường giữa này là não trước ha, hai nhánh mà đi ra hai bên hông này nè, đi về phía thái dương của mình hai bên này là não giữa. Thì mới chắc chắn mới nhìn hôm nay không biết cái gì luôn á. Rồi đây là não trước nè, từ từ nha, não trước nè, hai cái não giữa là ra giống như hai cái cánh ra hai bên vậy đó, là não giữa. Thì cái nhánh lớn lớn này mà nó nối với thằng não giữa này chính là động mạch cảnh trong nè, động mạch cảnh trong nè ha. Rồi động mạch cảnh trong
Còn cái vòng tuần hoàn sau là cái này à, cái não sau. Rồi đây não trước. Thì cái não trước nó sẽ chạy cặp trong cái rãnh liên mấn cầu nè, hay là cắt xa cơ hay đường giữa nè, mọi người thấy nó chạy. Thì người ta sẽ còn chia ra là não trước nó sẽ chia ra là đoạn A1, A2, A3 nữa. Mà với định hướng dạy tới đó hơi bị rối không, nên chưa có dạy cho mọi người để tính cái A1 học đi. Rồi thì đây là nó sơ sơ, đây là cái vùng cấp máu, hoặc là để qua bàn nhầm máu não nó tiếp đi ha, giờ bữa nay nói nhiều không nhớ. Rồi đây là nói sơ về cái vùng cấp máu trên bề mặt vỏ não của hình động mạch não trước, có nghĩa là khi nó chạy cặp vô đường giữa thì nó sẽ lãnh cái nhiệm vụ là nó sẽ chi phối cho cái vùng phần vô mô não tập theo cái đường giữa là cái vùng của nó. Đây, giữa hai hàng não trước thì sẽ có một cái nhánh gọi là động mạch thông trước nha, chính tắc nè, động mạch thông trước. Đây là não giữa ha. Rồi, não giữa nó sẽ chạy đây từ cái vòng đai gác này mọi người, cái chỗ bảy tinh yên của mình nè, có giao thoa thị giác nè. Còn cái chỗ này là những cái vòng đai gác này nó nằm cái chỗ cái bảy tinh yên đó ha. Não giữa nó băng ra hai bên hông, nó chạy vô cái rãnh sigmoid nè, nó ra bề mặt vỏ não phía bên này. Ôm cái tay gì là nó chi phối phía ngoài này. Đây cái hình của nó nè, vùng chi phối của nó. Còn học sâu hơn từng vùng thì vô bài vỏ não nó sao ha. Qua vòng tuần hoàn sau thì bắt đầu là động mạch đút sống nè, lên thân nền nè, lên não sau. Mọi người thấy còn hai cái nhánh nhỏ nó là mạch gì, tiểu não gì, tiểu não trên. Thì đây là cái não sau nó sẽ nằm nè, đây đút sống lên thân nền cho ra hai nhánh não sau, nó ôm theo cái cầu nè, cái thân não của mình nó ôm vòng ra, nó chia nhánh và nó cung cấp máu cho mặt dưới nè, cái phần sau nè, một bên này của não giữa nè, còn mặt bên giữa là của não trước nè. Rồi cái đặt ở trên ha, điểm não trước dưới AK nè, AK nè. Rồi thì tóm lại là cái vòng chỗ này mình gọi là vòng đai gác Lewis nè, nó sẽ gồm có từ cái nguồn gốc từ động mạch tĩnh trong ra thì mình sẽ có não trước nè. Não trước mà cái đoạn mà trước cái thông trước thì mình gọi cái đoạn này là đoạn A1, và từ đây ra là A2, rồi đi ra 5 nữa là A3 ha. Thì cái đoạn mà não trước mà nó nằm trong cái vòng Willis này gọi là đoạn A1 nè ha. Rồi não giữa thì chỗ này nó đi ra là người ta không có tính trong đây, não trước đoạn A1 ha. Rồi thông trước cũng nằm trong đây, giác Willis nè, thông sau nằm cái phần thân nền với một đoạn não sau này. Não sau thì trước cái thông sau thì đoạn này cũng gọi là đoạn V1 luôn, đoạn đầu tiên á, A1 V1 là cái đoạn đầu tiên trước khi nó đến cái nhánh thông trước, hoặc trước khi nó đến thông sau. Thì mình học là nó dễ như vậy á, nhưng mà thực tế lâm sàng nó là bệnh nhân sẽ có nhiều biến thải lắm, nó sẽ làm cho mình khó khăn trong cái việc là khi mà mình không nhìn thấy nó thì mình không biết thực sự là bệnh nhân không có, hay là bệnh nhân nó bị tắc rồi, hoặc là mình thấy nó nhỏ mình không biết thực sự cái này là nó bị hẹp hay là nó bị thiểu sản. Thì thường mình sẽ gặp một số cái biến thể nào như cái hình này nè, mà mọi người thấy bệnh nhân không có gì. Cái này là thân nền, kia là não sao nè, thì cái nhánh kia này là không sao, không sao nè, bệnh nhân này là không có không sao luôn, hoặc là nhỏ nhánh này thì nó sẽ là tiểu sản ví dụ vậy ha. Hoặc là những cái trường hợp á, thông sao nó sẽ nhận máu từ thằng tuần hoàn trước nè, mọi người thấy nè, là thường gặp cái này lắm. Thông sao nó sẽ nhận máu từ tuần hoàn trước, từ cái thằng nào mà cảnh trong chỗ này nó có một nhánh máu, nó sẽ từ đây nó chạy ra luôn, đi ra não sao. Và những cái trường hợp này thường nó sẽ kèm không có, nghĩa là bất sản hoặc là tiểu sản cái thằng não sao, cái đoạn B1 này. Hoặc là một số trường hợp mình không thấy luôn não trước đoạn A1 luôn cũng là bình thường. Cho nên khi mà chụp CTA lên nói là bệnh nhân này bị tắc mà nó sai, hoặc là tiểu sản. Phân biệt được, chỉ nếu mình không thấy cái nhánh mạch máu đó thì mình sẽ dò lại coi bệnh nhân nó có rơi vô cái trường hợp là bất sản không ha. Rồi mình sẽ kết hợp thêm coi lại coi lâm sàng thôi, thì như người ta không có nhưng mà người ta không có tổn thương gì hết thì là bất sản thôi ha. Hoặc là một số trường hợp mọi người sẽ thấy là bị tiểu sản, cái mà mình hay gặp nhất là động mạch đốt sống của mình hai bên á,
thì sẽ có một bên cổ kính nó sẽ nhỏ hơn bên còn lại. Thì nếu mà mình thấy nó nhỏ mà nó nhỏ từ chỗ xuất phát nhỏ lên tới trên luôn thì mình nghĩ nó tiểu sản. Còn ví dụ nó đang cổ kính nó đang to dày, xong nó chạy một cộng cái nó nhỏ, sau nó to lại thì chắc chắn là không phải tiểu sản rồi ha, cái đó là hẹp rồi. Nên mình sẽ xem xét thôi cả cái đoạn mạch máu luôn, là coi thêm lâm sàng nữa ha. Này là xong giải phẫu rồi, được chưa? Mọi người có còn cái gì chưa biết giải phẫu không? Để cái đưa hình đọc cái đọc bệnh viện tổn thương chập lóc đó. Bây giờ mình sẽ qua chấn thương sọ não ha. Thì cái cơ chế chấn thương thì người ta sẽ chia ra là xuyên thấu với không xuyên thấu. Xuyên thấu giống như là dao đâm hay đạn bắn vậy đó. Còn không xuyên thấu thì như là té ngã nè, hoặc là tai nạn giao thông thì nó cũng là những té ngã nè. Hoặc là người ta sẽ chia ra trực tiếp với lại gián tiếp. Ví dụ trực tiếp một cái lực nào đó tác động vào đầu của mình, thì thường là nếu mà cái cơ chế chấn thương là trực tiếp chỗ đó thì mình sẽ bị tổn thương da, xương, nên như mô não luôn. Còn nếu mà gián tiếp thì nó sẽ qua một cái cơ chế gì tinh vi hơn, mình khi mình không nhìn, không có biểu hiện ra ngoài, nhưng mà biểu hiện của nó sâu bên trong, những cái sợi trục nhánh xiên bên trong là do như đang chạy nhanh thì ngừng lại thì một lát sẽ có cái tổn thương gọi là tổn thương trục lan tỏa, thì lúc đó sẽ nói lại cái cơ chế gián tiếp này. Cho nên nhiều khi bệnh nhân chơi với mình á, chụp CT não ra mình thấy tổn thương não bên trong nó rất là nghiêm trọng, và nhiều khi mình nhìn thôi mình không thấy tổn thương hồi xương với da đầu. Cái không có phải là cái sự tương quan là ở ngoài da đầu với xương, nó không có, là tổn thương trong não nó nhẹ đó, không có cái sự tương quan đó. Nhiều trường hợp mình có gặp là ở ngoài nhiều khi nó bình thường mà bên trong là tổn thương nghiêm trọng không. Vậy vai trò chẩn đoán của mình là cái gì? Thì mình sẽ chẩn đoán những cái tổn thương nguyên phát và những cái tổn thương thứ phát trong cái bệnh cảnh chấn thương đó ha. Thì lúc trước thì thường là người ta sẽ chụp X quang, X quang sọ thẳng nghiêng hoặc một số tinh thế đặc biệt nào đó để người ta tìm tổn thương. Nhưng mà bây giờ thì X quang nó không còn được dùng rộng rãi nữa, đúng không? Tại vì X quang sao đầu tiên là nó chỉ xem xương là cái điều hiển nhiên, mà nó chỉ thấy xương thôi, nó không thấy được não của mình. Là xương thì chủ yếu mình chỉ xem được cái xương canh vầng sọ là nhiều, còn nó bị hạn chế những cái xương, nhất là cái vùng nền sọ. Mà cái vùng mình nền sọ của mình nó rất là quan trọng, bởi vì cái mạch máu của mình bắt đầu từ đây nó sẽ đi lên mà, cho nên cái vùng này rất là nhiều mạch máu quan trọng ở chỗ này. Cho nên nếu như mà tổn thương nền sọ thường bắt buộc cái chỉ định CT ha. Thì bây giờ CT đã thay thế dần ít quang rồi. Thường là bây giờ mọi người sẽ thấy là khi mà đi học ít quang sọ là nó không có học đó. Nhiều khi đi được tập cả một đồng mọi người sẽ không tập được ít quang sọ nữa hết. Thì trong cái chấn thương sọ não thì bây giờ CT là nó thay thế luôn rồi. Những cơ sở nào có CT là chắc chắn là bệnh nhân chấn thương sọ não vô rồi chụp CT rồi. Đó là chỉ định đầu tiên luôn, cái chọn lựa đầu tiên khi mà mình chỉ định về mặt hình ảnh cho bệnh nhân chấn thương sọ não ha. Và cái CT thì hiển nhiên là nó được xương với nhu mô rồi. Và cái ưu điểm của nó thì rất là nhiều ha. Nhiều sẵn có, bây giờ mọi người thấy ngay cả bệnh viện quận huyện rồi đã có CT từ lâu rồi chứ không phải là mới có nữa. Rồi chụp rất là nhanh, theo chụp xong nha, chụp xong xíu là 7 phút là mọi người thấy ra có hình là có kết quả rồi ha. Rồi hiệu quả có nghĩa là cái giá trị nó mang lại trong cái việc chẩn đoán tổn thương nó rất là cao, và giá cả của nó cũng hợp lý đến thời điểm hiện tại rồi ha. Còn em ra thì sao? Chắc chắn em ra nó hơn CT chỗ nào nó nhạy, xong cái việc bạn phát hiện một số có tổn thương giật não, như bệnh nhân vô những cái trường hợp mà giật não sớm như khi mình chưa thấy, hoặc là có một cái tổn thương trục lan tỏa này, là cái giá trị nhạy, cái độ nhạy của em trai nó sẽ cao hơn hẳn CT đó. Nhưng mà cái nó nhược điểm, cái ưu điểm nó vậy, nhưng mà nhược điểm của nó thì nó nhiều những cái gì ưu điểm của cái hình CT, cái này nhược điểm của em trai dưới đây ha. Chụp thì nó dài hơn, như là bệnh nhân vô chụp tim một mấy phút, hai ba phút, ba bốn phút tùy ha. T2 là được chưa sinh, nghĩa là bệnh nhân phải chụp một bộ chiếu sung rất là nhiều mới ra được cái chẩn đoán. Nên thời gian chụp nó dài, những bệnh nhân nào mà nó tích tích vật vã, nó cử động nhiều, những khi mình sẽ khó chụp, và giá thành của em trai nó cũng cao hơn CT nữa. Cho nên đến thời điểm hiện tại thì CT vẫn là chọn lựa đầu tiên ha. Xin chúc mừng bạn nào. Thì chỉ định thì đây là một số cái chỉ định, nhưng mà bây giờ mọi người thấy là chỉ định chụp CT nó sao rồi, nó rộng hơn nhiều đúng không? Nhiều khi chấn thương đầu nhẹ vô người ta cũng
muốn được chụp CT sọ não để chẩn đoán có tổn thương gì không. Thì đối với cái kỹ thuật chụp trong cái sọ não thì sao? Đầu tiên là không thuốc đúng không? Và đa số mọi người sẽ thấy cái bộ mình các sọ não CT là không thuốc. Thì có thuốc trong trường hợp nào? Nghĩa là mình chỉ định cho bệnh nhân đó phải tiêm thuốc cản quang trong trường hợp nào? Đầu tiên là những trường hợp mà tổn thương xuyên thấu thì do cái đường đi á, hình như đạn bắn đi, những cái nó đi ngang những cái mạch máu, mình cần phải khảo sát để mình đánh giá về cái độ nặng của cái tổn thương đó, tiên lượng đó, mình cần phải có tiêm thuốc cản quang vô. Cái thứ hai nãy nói rồi, những cái chấn thương mà nó tổn thương mà mình nghi ngờ nó vỡ cái nền sọ này là nhiều khi nó sẽ ảnh hưởng tới là những cái mạch máu lớn, đặc biệt là ví dụ mọi người nhìn cái nền sọ nè, nó sẽ có những cái động mạch cảnh này trong xương đá này ha, hoặc là xoang tĩnh mạch, cho nên những cái đường nứt vỡ của vùng nền sọ này nó rất là dễ làm rách những cái mạch máu chỗ này ha. Nếu mình có nghi ngờ mình sẽ đề nghị là có tiêm thuốc cản quang để mình khảo sát động mạch, khảo sát tĩnh mạch. Thì thường mà mình nói là cản quang chụp cản quang á, thì với CT mà chụp CT có thuốc á, có cản quang á, thì nó sẽ có hai cái đúng không? Một cái là khảo sát động mạch, và CTA á, cái là khảo sát tĩnh mạch, và CTV đa số là mình dùng CTA và để mình xem những cái mạch máu, và CTA là cái giá trị nó mang lại nhiều, nghĩa là mình có thể xem được cả động mạch, nhiều khi những trường hợp mà mình xem được luôn cái tĩnh mạch luôn ha. Còn nếu cần thiết mình thấy cần nữa thì mình kêu là chụp một cái muộn là CTV sau cái CTA nó cũng được nha. Mà đa số là cái mà mình hay nhắc tới là CTA. Rồi, hoặc là bệnh nhân đó chấn thương một thời gian sau đó vô với mình bây giờ lòi mắt buồn tai thì chắc chắn mình sẽ nghi có biến chứng rồi là mình tỉnh soi cho bệnh nhân này không, thì bắt buộc mình cũng phải có tiêm thuốc cản quang vô cho bệnh nhân này ha. Hoặc là những trường hợp đó nói với mình muốn đáng cấp thì nó sẽ nói sao. Cái cuối cùng là nếu mà bệnh nhân nó vô mình ngoài cái tổn thương chấn thương sọ não đó, mình còn có nghi ngờ cái này có thể là u hoặc là viêm gì không, thì mình cũng sẽ đề nghị có cản quang ha. Thì khi mà nhắc tới tổn thương trong não thì mọi người hay nghe nói là trong trục ngoài trục, trong trục ngoài trục, nhất là sau này mình học những cái bài u não á, thì cứ hay nhắc là này là trong trục hay là ngoài trục. Vậy trong trục với ngoài trục là sao? Đây là não của mình ha, đi từ nhu mô rồi ra những ba cái màng não rồi ra ngoài là cái xương sọ. Thì những cái tổn thương mà từ trong nhu mô não đi vô gọi là trong trục, mà từ cái màng não mà đi ra ngoài này gọi là tổn thương ngoài trục. Cho nên những cái xuất huyết phân dưới nhện nè, tụi nó dưới màng cứng, tụi nó là màng cứng hay nứt xương rồi tụi phía nội sọ, mà phía ngoài này nó đều gom hết là tổn thương ngoài trục hết. Giật não xuất huyết là tổn thương trong trục hay ngoài trục? Giật não xuất huyết là trong trục ha. Nguyên tắc cái thứ khác thì nó dễ hiểu hơn, là nguyên tắc là thời điểm đó mình té xuống cái làm có tổn thương, mà thứ khác là cái hậu quả của cái tổn thương đó. Chẳng hạn như là nó bị tụi nó hơi nhìn cứng, sau đó nó chèn ép cái thoát vị não, thì thoát vị não đó chính là tổn thương thứ phát ha. Thì đây là cái bản điều tra tổn thương nguyên tắc cái thứ khác. Thì đa số cái mà mình tập thì hầu hết là nguyên tắc nó từ phần mềm xương nè, nó tụ nè, tổn thương giật não xuất huyết trong nhu mô não nè, hoặc là tổn thương trục lan tỏa gì cũng là nguyên tắc nó, hoặc là khi mà chấn thương như hệ sinh máu nó bắn rách mạch máu thì đó là tổn thương nguyên tắc hết. Còn sau đó nó sẽ gây ra thoát vị não, gây ra phù não, gây ra dò dịch não tủy, hoặc là một số tổn thương mạch máu. Thì mọi người thấy tổn thương mạch máu nó có nguyên tắc với thứ tắc này, ví dụ trong trường hợp nào gần ở sau hang nãy, hoặc là nó thoát vị não xong nó cái phần não nó thoát vị nó chạy đi đó, nó vô tình nó lại ép thêm một nhánh động mạch nó đi nhồi máu, thì cái nhồi máu đó là cái tổn thương thứ phát. Vậy mình sẽ đi từ tầng từ ngoài vô trong ha, tầng từ phần mềm. Thì đầu tiên là sẽ tụ máu, có nghĩa là máu là đậm độ cao, tức là cái phần mô màng của mình nó sẽ bị phù nề lên là hiển nhiên rồi, và cái phần phù nề đó nó đậm độ cao giống vậy ha, là tụ máu. Đây, tụ máu thì mình sẽ đọc như là vùng thái dương, tụ máu vùng thái dương trái ha, mặt này là tụ máu vùng chẩm. Cái thứ hai là rách, rách mô màng thì nó cũng dễ tưởng tượng rồi, có nghĩa là nó mất liên tục,
nó cũng kèm phù này chắc chắn rồi ha. Và nhiều trường hợp không bắt buộc lúc nào cũng phải kèm phù này, rất nhiều trường hợp mình chỉ đắp cho mà không phù. Rồi hoặc là mình sẽ có thể thấy tụ khí nè, mình thấy nè, tụ khí dưới da nè ha. Nếu mà mình để cái hình này mà mình để cửa sổ nhu mô á, thì lúc đó cái phần khí dần mở nó sao giống nhau, mẹ nói rồi đúng không, cửa sổ nhu mô nó cái khí mở cái hình hồi nãy đó. Thôi mà mở lại cho mọi người xem cửa sổ nhu mô đây. Nếu mà mình mở cửa sổ nhu mô giống này, khí với mở nó sẽ đen, mình thấy được. Mình mở rộng cái cửa sổ ra thì mình thấy khí nó nằm đây. Đây là tụ khí nè, đây là tụ khí nè, trong cái phần mô mềm dưới da nè. Và lưu ý trong những trường hợp mà bệnh nhân bị rách cái mô mềm giống dày thì mình nên tìm có dị vật không, ví dụ như có mảnh gỗ không, có thủy tinh hay là có kim loại không, hay là có sỏi đá gì trong đó thì mình cũng ghi nhận ha. Sỏi đậm độ cao, đậm độ thấp, gỗ đậm độ cao, đậm độ thấp thì coi thử nhé, tìm hiểu thử để biết. Rồi tiếp theo là đi vô phần tổn thương của xương. Xương thì đầu tiên là đứt sọ. Đứt là sao? Chắc chắn là nó không phải đường khớp ha mọi người. Cái phân biệt nó khác cái khớp ha. Nó là một cái đường sáng. Và cái bờ nó rất là sắc nét. Và nó sẽ làm mất liên tục cả bản sọ trong và bản sọ ngoài luôn. Rồi cái thứ hai là giãn khớp sọ. Mình đã nói rồi, bình thường cái khớp nó sẽ không có thấy rõ. Nó xéo với nhau luôn. Còn giãn là khi nó lớn, nó rộng ra ha. Chỉ cần trên 2-3 ly là giãn khớp sọ. Nhưng mà mình nên so sánh cái khớp sọ đó mà mình nghi ngờ đó, so với đối bên hoặc là mình so với những vị trí khác ha. Rồi, cái thứ ba là cái quan trọng là lúng sọ. Thì lúng sọ mình không đơn giản là mình đọc lúng vị trí nào, mà mình nên đánh giá mức độ lúng, hoặc là mình đánh giá coi nó có liên quan. Ví dụ như trường hợp này, lúng sọ trán nè, lúng sọ trán thì mình nên đánh giá là con độ lúng nó bao nhiêu và nó có liên quan gì với cấu trúc bên dưới không. Nhiều khi là nó ép cái vùng não dưới, mà đặc biệt là những vùng chức năng, ví dụ như ép vô vùng vận động thì nó sẽ ảnh hưởng tới chức năng vận động của bệnh nhân, hoặc ép vô cái vùng mà tiếng nói thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc nói của bệnh nhân ha. Rồi mình coi cái lúng này nó có rầm rách cái màng cứng không, rách son tĩnh mạch màng cứng không, hoặc là những cái nhiều trường hợp nó lúng nó có những cái mảnh xương rời nó lúng mà đi vô trong, nó mạnh xương rời có thể nó đi vô trong, chứ còn mình cũng ghi nhận thôi ha. Rồi, rồi đây là cái trường hợp bệnh nhân, đây là cửa sổ nhu mô ha, đây là cửa sổ xương. Thì đây cửa sổ nhu mô mọi người thấy có một ít máu đậm độ cao nè. Cái phần mà muốn chỉ mọi người là đây là tụ khí nội sọ đây. Thì thường mà có tụ khí nội sọ giống vậy là cái dấu hiệu gợi ý cho mình là bệnh nhân có đứt đúng không, chứ sao bình thường có khí vô được, bình thường không thể nào có khí được hết. Khi mà trong chấn thương sọ não của mình thấy tụ khí nội sọ thì mình sẽ tìm cái vị trí nứt, mà thường cái đường nứt mà nó có khí giống vậy thì nó sẽ liên quan tới xoay hoặc là xương chuẩn giống vậy, nên mình sẽ nên đi tìm đó. Hoặc là nếu mà mình thấy có chấn thương sọ não mà mình thấy có dịch trong các khí bầu chuẩn thì mình cũng nên đi tìm coi liệu bệnh nhân đó có đứt cái phần xương chuẩn đó không, sẽ có máu đổ trong cái khí bầu chuẩn đó ha. Rồi tiếp theo lắng vô từ từ ha. Bây giờ mình sẽ vô một cái tổn thương ngoài trột nè, tụ máu ngoài màng cứng. Rồi hình đây là xương ha, đây xương nứt. Rồi đây là cái lớp này là lớp màng cứng của mình đây, đây kế xương nè. Thì máu tụ ngoài màng cứng có nghĩa là máu đó nằm giữa xương với lại màng cứng ha. Thì cái máu tụ máu ngoài màng cứng nó chỉ chiếm khoảng tầm 1-4% trường hợp thôi, thì cái tần suất của nó sẽ thấp hơn tụ máu dưới màng cứng, và tụ máu dưới màng cứng nó mạnh thấp hơn suất phân dưới nhận. Thì nó có cái ba cái số 90 trong đây. 90 đầu tiên là nó sẽ liên quan tới động mạch màng não giữa, là cái nguồn mà máu chảy ra 90% từ cái nguồn này, từ cái động mạch ha, động mạch màng não giữa. Mà mọi người biết máu động mạch thì nó sẽ chảy sao rồi, áp lực cũng cao đúng không, áp lực cũng cao rồi. Và có 10% trường hợp còn lại thì nó sẽ do từng gốc từ tĩnh mạch hơn, từ những xoay màng cứng hoặc tĩnh mạch tỉ sọ. Thì những trường hợp mà máu tụ dưới ngoài màng cứng này mà thường gốc từ tĩnh mạch thì áp lực nó thấp hơn, nó sẽ rỉ rả, hoặc là những cái máu lượng nó nhỏ hơn mình sẽ khó thấy hơn,
thì mình cũng sẽ nên lưu ý những cái trường hợp đi tìm coi có những cái tụ máu ngoài màng trứng nè, nhỏ nhỏ là mình dễ sót hơn á. Rồi cái số 9 thứ hai là 90% này nó liên quan với đứt sọ cùng bên. Thì cái hình này mọi người dễ tưởng tượng là búa đặt vô đây, đứt vô đây thì thường nó sẽ kèm máu tụ ngoài màng trứng tại vị trí này. Cho nên nếu mà mình thấy máu tụ ngoài màng cứng thì mình sẽ có cái phản xạ, mình sẽ đi tìm liền cái xương sọ tại vị trí đó có đứt hay không ha. Và nó sẽ ngoài kèm đứt sọ cùng bên thì nó sẽ có kèm với lại tụ máu dưới màng cứng đối bên, hoặc cái combo ba đứa đi chung. Cho nên mình thấy một thằng mình tìm hai thằng còn lại ha, để đừng có sót. Thằng số 9 thứ ba là thường là nó ở trên lều và nó vị trí thường mình thấy là cái vị trí của xương thái dương á, nó hay gặp cái tụ máu ngoài màng cứng này. Rồi đây thì mọi người bị sưng lên ha, có thể tụ máu bên trong mà xương sọ nứt ngay phía dưới chỗ nứt. Cái lá này là lá màng cứng nè, hai lớp ở ngoài lớp trong nè ha. Thì cái máu tụ này là máu tụ màu đỏ, này là máu tụ ngoài màng cứng. Rồi đây máu tụ ngoài màng cứng ha, thì nó sẽ nằm, nó sẽ có hình thấu kính hai mặt lồi với bờ trong nhẵn. Thì hiển nhiên tại bờ trong của nó là màng cứng, nó sẽ nhẵn đều rồi ha, và nó sẽ vượt qua cái nếp màng não. Có nghĩa mọi người thấy đây, đặc biệt là những cái máu tụ mà cái vùng vòm sọ của mình á, mà thường cái máu tụ vùng vòm sọ này nó cũng hay bị là do tổn thương mấy cái xoang tĩnh mạch hoặc là những cái tĩnh mạch màng cứng trên đây nè, thì nó sẽ băng qua luôn, nó không, tại vì đâu có gì cản của nó đâu. Và máu này nó có hình hai mặt lòi là do máu động mạch thường nó áp lực nó cũng khá cao, nên nó sẽ nói chung nó bong cái lớp màng cứng, nó đẩy cái lớp màng cứng đi vô trong. Cho nên mình thấy một mặt lòi này là của xương sọ, mặt lòi này là do áp lực nó đẩy cái màng cứng đi vô trong. Thì màng cứng bám nó cũng, màng cứng mà nó bám như xương nó bám rất là chặt ha, cho nên máu nó sẽ áp lực nó sẽ bung màng cứng ra, nó đẩy cái màng cứng về phía bên đó, đó bên của xương sọ. Rồi tới cái nếp này nó băng qua luôn, tại không có gì mà cản nó được thì nó cứ băng qua thôi ha. Nhưng mà tới những cái vị trí khớp sọ thì nó sẽ dừng lại, bởi vì màng cứng bám cái chỗ đó rất là chặt, cho nên tới khớp sọ nó sẽ dừng lại. Và có khoảng 10% trường hợp là máu nó sẽ băng cái khớp sọ của mình được luôn, nếu mà mình bị tổn thương cái chỗ khớp sọ hoặc cái chỗ màng cứng mà nó bám nó bị lỏng lẻo rồi ha, hoặc là có giãn khớp sọ gì đó thì máu nó có thể nó bung qua được luôn, mà nó chiếm tỷ lệ rất là ít. Thì đây tới cái khớp sọ là thường nó sẽ dừng lại ha, khớp trước là khớp vành, khớp sau khớp lambda thì thường nó dừng lại. Đây, hình ảnh của mình thì mình thấy sao, máu mà mới chảy ra cấp tính thì nó sẽ có đậm độ cao giống dày, nhưng mà có 1/3 trường hợp thì là sẽ đậm độ hỗn hợp. Ví dụ như trường hợp này là máu tụ ngoài màng cứng bên cầu bên phải nè, máu là có phần cao có phần thấp, gọi là đậm độ hỗn hợp. Thì cái phần mà thấp giống dày á là nó gợi ý máu đang chảy, máu đang chảy. Và mình thấy cái mũi tên đỏ này nó cũng chỉ cái gì, nhìn thấy đi, có gì mọi người, đứt sọ cùng bên ha. Thì người ta cũng có thể tiên lượng được bệnh nhân này máu tụ màng cứng là như thế nào, dựa vào vị trí của nó hoặc là kích thước của cái máu tụ màng cứng như thế nào, hoặc là dựa vào những cái dấu hiệu máu đang chảy giống dày. Cái hình như máu mà đang chảy thì chắc chắn là tiên lượng nó sẽ khác với cục máu mà nó không còn chảy nữa. Rồi giả sử như mình tiêm thuốc tương phản, thuốc cản quang vô thì những trường hợp mà máu đang chảy nó có thể có dấu hiệu là thoát mạch ha, thuốc nó thoát ra bên trong cái ổ máu này. Hoặc là nếu mà về lâu dài ấy, thì mình tiêm thuốc vô thì có thể cái phần ngoại biên này là cái hàng bạc thực bào tới nó xử lý mà, cho nên nó sẽ giống như phản ứng mô đệm mô hạt có phía xung quanh này nè, thì cái ngoại vi nó sẽ có thể bắt thuốc ha. Thì đây cũng là một trường hợp máu tụ ngoài màng cứng luôn ha, rất là đẹp điển hình. Đây máu tụ ngoài màng cứng ở vùng mố sau, nhìn bên trái tương tự ha, đẹp ha. Rồi thì những cái trường hợp mà người thấy nó nứt sọ, nhất là cái vùng đỉnh vùng vòm sọ nè, đây có máu tụ ngoài màng cứng này, thì thường nó hay liên quan kèm với xoang tĩnh mạch. Chỗ này mình cẩn thận mình coi kỹ coi những xoang tĩnh mạch nó có bị tổn thương không ha. Rồi và những cái trường hợp máu mà đặc biệt cái vùng đỉnh nhất vùng vòm sọ giống dày nè, thì mình nên dùng mặt cắt cô nô hoặc đôi khi là dùng vân sa tô, thì lúc đó mình thấy cái hình ảnh thấu kính hai mặt vòi của nó dễ dàng hiện ra, mình dễ dàng nhận diện hơn ha. Thôi là cắt cái cứ đôi đang tương tự một cái máu tụ hoàn cứng hình thấu kính hay một lòi đậm độ cao ha.
Và cái vị trí này nó cũng hay gặp là do cái trong cái phần xoang tĩnh mạch của mình á. Nó có cái xoang bướm đỉnh, nó nằm vị trí này, thường nếu mà rách cái xoang bướm đỉnh nó cũng chảy máu và dàn áp lực thấp á, nó rỉ rả, cho nên thường nó nhỏ nhỏ nằm cái vùng này mà mọi người hay đọc sót. Được ha, qua tiếp tục náo tụ dưới vùng cứng ha. Đây là náo tụ gì mọi người? Ngoài màng cứng mới học nè, còn lại cái phía trên này là máu tụ dưới màng cứng ha, ngoài màng cứng kèm với là nước sọc qua nè, máu tụ dưới màng cứng rồi thì tỷ lệ nó sẽ cao hơn ha. Rồi nguyên nhân của nó, cái thằng kia là động mạch này ở giữa đúng không, còn này là tĩnh mạch cầu nối. Tĩnh mạch cầu nối là tĩnh mạch nào? Tĩnh mạch cầu nối là tĩnh mạch nó nằm trên bề mặt vỏ não của mình á, nó chạy. Đây là những cái tĩnh mạch ha, này mọi người thấy tĩnh mạch não nè, nó từ bề mặt vỏ não mình nó chạy và nó đổ vô những cái xoang tĩnh mạch, thì máu tụ dưới màng cứng và nó tổn thương của những nhánh tĩnh mạch này ha, là máu tụ dưới màng cứng. Còn máu tụ ngoài màng cứng thì 90% của nó là từ động mạch ha, từ động mạch. Là ở trẻ em thì phải nói là cái tụ máu dưới màng cứng mà hai bên thì thường gặp ở trẻ em, đặc biệt là những đứa bị bạo hành á, và 90% nó cũng ở trên lèo luôn. Đây hình này màu đỏ là ngoài màng cứng mới học ha, bây giờ bắt đầu tới màu xanh là máu tụ dưới màng cứng. Đây máu tụ dưới màng cứng ha, thì để phẫu tiếp màng cứng xong tới màng nhện, còn màng nuôi nó sẽ lót theo từng cái cụ não này ha. Thì não tụ dưới màng cứng là nằm giữa giữa cái hàng màng cứng này với cái màng nhện này, và hình của nó là hình liềm và bờ trong không đều, như là máu nó là từ nó tĩnh mạch nó rỉ rả nó chảy ra rồi nó len, và cái phía trong này là cái bề mặt vỏ não của mình nè, cái màng nhện phía trong nè, bề mặt vỏ não phía trong, cho nên cái bờ trong của thằng máu tụ dưới màng cứng là nó không đều, trong khi thằng máu tụ ngoài màng cứng là cái bờ trong của nó là cái lớp màng cứng, cho nên nó phải đều đặn, cái để mình phân biệt ha. Và mọi người thấy nè, máu tụ dưới màng cứng chẳng hạn đi cắt corono này, hình corono ha, tới đây thì bắt buộc là nó phải quẹo xuống rồi, cái này nó gặp cái lá trong của màng cứng là cái liềm đại não mà nên không thể nào nó băng qua được hết, cho nên khi mà tới đây bắt buộc nó phải len xuống, cái len dọc theo liềm não, cho nên sẽ có cái trường hợp là máu tụ dưới màng cứng dập liềm não, dập liều tiểu não. Còn ngoài màng cứng thì tới đây nó vẫn cứ băng qua luôn, tại không có gì cản được nó hết. Rồi. Cái này khác cái máu tụ màng cứng ở chỗ tới đây quẹo xuống ha. Rồi nhưng mà tới cái khớp sọ thì nó sao? Nó vẫn qua được, có hai cái này ngược nhau. Ngoài màng cứng dừng tại khớp sọ, tại màng cứng bám vô khớp sọ. Nhưng mà tới nếp màng cứng là ngoài màng cứng nó đi qua luôn. Còn ngược lại dưới màng cứng á, là khớp sọ không cản gì được nó hết, tại đâu có gì ngoài đó đâu, có cái gì vướng nó lại ha. Nhưng mà tới đây nó gặp cái liềm não thì nó sẽ chạy dọc xuống. Rồi đây mọi người nhìn nè, một số trường hợp có tụ lớp mỏng nó sẽ chạy dọc theo liềm não hoặc là chạy dọc theo cái liềm não của mình, mình sẽ đặt tụ máu lớp mỏng dọc liềm não, thành tụ máu lớp mỏng dọc liềm tiểu não ha. Rồi thì máu nó máu tĩnh mạch, cho nên mọi người thấy nó sẽ chảy rỉ rả, cho nên thường mình hay gặp là tụ máu dưới màng cứng tắc tính rồi bán cấp rồi mạng tính. Còn trường hợp mà máu tụ ngoài màng cứng thì mình thấy sao, ít khi nào người ta nhắc tới tắc tính mạng tính gì trong trường hợp máu tụ ngoài màng cứng ha. Và đôi khi mấy máu tụ ngoài màng cứng như một máu động mạch đó, nó chảy ồ ạt quá, người ta phải đi mổ rồi xử lý cái có máu tụ đó rồi. Rồi thì thường cái máu tụ dưới màng cứng này nó sẽ kèm tổn thương não bên dưới nha. Đây hình này hình gì, hình liền nó kéo dài từ phía thì trán này nó kéo ra tới thì chẩm, mình đặt luôn bán cầu bên phải luôn cũng được ha. Mà mọi người thấy nó sẽ là ngoài trục, ngoài màng cứng hay dưới màng cứng, ngoài trục, cho nên cái phần ranh giới trắng xám của mình, nó phần vô não sẽ bị đẩy vô trong, mà cái chất trắng xám nó vẫn còn bảo tồn bình thường nè. Đây cũng vậy ha, mọi người mặc máu tụ mà dọc theo cái liềm não. Thì cái máu này á, nó có thể là đặng độ cao là cấp tính là hiển nhiên rồi,
người ta nói là một số trường hợp mà giảm đồng độ trong trường hợp là bệnh nhân bị thiếu máu nặng quá hoặc là bệnh lý đông máu thì cái hàm máu này nó sẽ không có cao được như vậy. Tương tự máu ngoài màng cứng nó cũng vậy á, nhiều trường hợp nó không có đông máu được thì máu nó sẽ không cao. Rồi. Tiếp tục khi mà diễn tiến thì nó sẽ chuyển qua giai đoạn kháng cấp, lúc này máu sẽ hấp thu từ từ đậm độ nó sẽ giảm xuống, nó giảm đến một lúc nó bằng với lại cái nhu mô não ngoài đây luôn. Đây là máu tụ mà mình đúng mà mình nhìn trên đây mình nhận diện nó máu được là gì, sao nó có hiệu ứng khói đúng không? Mình nhìn ra nó tại vì nó có hiệu ứng khói, nó đẩy đường giữa lại qua bên trái, nó ép luôn cả các bên phải. Và mọi người thấy nè, bình thường cái mình cũng có chất trắng chất xám nhưng mà không có cái nào mà chất xám nó dày giống dày hết á. Thì nếu mà trường hợp mình khó xác định được cái khoảng bề dày của cái lớp máu tụ thì là bao nhiêu, hoặc thì trường hợp nó lớp mỏng quá mình không nhận diện ra được thì người ta sẽ cho tiêm thuốc vô. Thì khi mình tiêm thuốc thì cái phần nhu mô não nó bị đẩy vô trong á, trên bề mặt nó sẽ có những cái tĩnh mạch vỏ não, thì tĩnh mạch vỏ não nó cũng đẩy vô luôn. Nó sẽ khác với trường hợp ví dụ như nếu mà là nhu mô não luôn thì cái tĩnh mạch vỏ não sẽ nằm đây, còn giờ nó có lớp máu chen vô đây cho nên nó sẽ đẩy cái thằng tĩnh mạch vỏ não đi vô trong. Đây này mọi người thấy nè, trường hợp này bình thường không? Đưa mọi người ngồi sẽ đọc bình thường đúng không? Tại vì ca này nó có tụ máu dưới màng cứng hai bên luôn cho nên nó sẽ không có đẩy đường giữa cho mình nhận diện giống như cái mình hồi nãy ha. Có mà rất là khó, là cái lớp nó cũng không có dày như cái ca hồi nãy. Thì một số trường hợp khó, người thấy khi mà mình tiêm thuốc vô thì cái tĩnh mạch vỏ não này sẽ bị đẩy vô trong. Đây ha, là nhu mô não bình thường nè, có những cái tĩnh mạch vỏ não nó sẽ bị đẩy vô trong. Phía ngoài này là lớp máu tụ dưới màng cứng giai đoạn kháng cấp nè. Màng cứng thì sao? Thì lúc đó nó hấp thu tiếp nữa thì đậm độ là giảm từ từ ha. Rồi, nhiều trường hợp là nó sẽ có chảy máu tái phát trên cái nền máu cũ đó. Thì khi mà nó chảy máu tái phát vậy có nghĩa là nó thấp trên mạng, thì lúc đó máu mới nó sẽ lắng xuống dưới nè, máu cũ hoặc là nó hấp thu hết dư dịch ở nằm phía trên thì nó sẽ tạo thành một dịch máu, hoặc là một số trường hợp nó sẽ tạo bắp bắp bên trong như trường hợp này ha. Mọi người thấy vừa có máu mới là có máu cũ, có không có máu cũ có máu mới, và có những cái bắp bên trong thì nó cũng tỏ nè, nó cũng nằm trong cái bệnh cảnh là máu cũ, là lâu ngày nó sẽ tạo bắp bên trong giống vậy, hoặc là đóng vôi luôn. Như trường hợp này nó đóng vôi ngoại vi chứ không có máu tụ đâu, thì những cái tỷ lệ thì ít gặp thôi. Ba hình ha, ba giai đoạn bắp. Cái này là hỗn hợp luôn mọi người, có mới không? Cũng có mà nó cũng không mới lắm ha, có những cái cũ nè. Còn cái này thì cũ rồi. Cái này là cái hình phân loại cho vui ha. Rồi, tiếp tục xuất huyết thanh dưới nhện. Thì xuất huyết thanh dưới nhện nó sẽ có do chấn thương, thì bài mình đang học là chấn thương rồi. Nhưng mà có những trường hợp bệnh nhân vô đau đầu, chụp ra xuất huyết thanh dưới nhện, hỏi ra không có chấn thương. Thì những trường hợp đó đặc biệt là ở người trẻ thì mình nên nghĩ tới nguyên nhân là vỡ bình mạch. Thì cái xuất huyết dưới nhện này nó sẽ do cái gì? Rách của động mạch hoặc tĩnh mạch vỏ não. Cái thứ hai nữa có thể là từ cái thằng dập não xuất huyết đó, nó chảy vô cái khoang dưới nhện, nó làm cho xuất huyết dưới nhện luôn ha. Rồi. Thì vị trí đây, những cái trường hợp này nó từ cái vùng dập não nó chảy vô thì nó sẽ khu trú quanh cái vùng dập não nè, hoặc là cái vùng mà sọ của mình nó bị nứt sọ, vỡ sọ, và mình ở rãnh liên bán cầu có thể thấy được, bể não có thể thấy. Rồi thường cái khoang dưới nhện của mình nó sẽ chứa cái gì mọi người? Dịch não tủy. Thì bây giờ nó hỏng chứa dịch não tủy, nó chứa máu thì nó sẽ đậm độ cao lên ha. Rồi đây là cái này nhân phẩu của cái gì, chữ V là cái gì? Cuốn não cái trước nó là gì? Cái hình ngôi sao hiện lên là bể trên yên. Bình thường nó chứa dịch não tủy, nó mình học là cái hình nó màu đen. Bây giờ cái bể trên yên này nó màu trắng là bất thường, trắng vậy là nó do có máu bên trong á, thì mình sẽ đặt xuất huyết bể trên yên.
Rồi ngoài ra mình thấy cái này ngoài này là cái rãnh sivus nè, cũng bên nè, đây nó cũng có máu, và những cái rãnh não thì cũng những cái vùng thì trán thì thái dương nó cũng có máu ha, tương tự đây. Mới đọc thì chưa quen thôi, nhưng mà tôi nhìn mình đang những cái rãnh não nè, bình thường là dịch não tủy, nhưng bây giờ nó xuống máu đậm độ cao lên nè ha. Đây, đây là xuống hương dưới nhỏ. Rồi thì ngoài ra trên cái hình CT mà không thuốc của mình thấy dày thì nó có thể xuống không dưới nhện hoặc là những bệnh cảnh khác không có do chấn thương. Trong trường hợp nào viêm hoặc di căn thì thay vì nó là máu thì nó có thể chứa tế bào viêm hoặc là chứa tế bào u bên trong, cho nên cẩn thận nha, không phải hình này chỉ là xuất huyết không dưới nhện không, cho nên mình phải kết hợp với lâm sàng là như vậy. À, tương tự ha, cái hình bể trên yên cũng đẹp nè, máu trong bể trên yên, trong rãnh liên bán cầu phía trước này, trong rãnh sinus hai bên, ở cái bể phía sau này, bể quanh bể phía sau cuốn não hơi đặc bể quanh quanh não sinh tư ha. Rồi máu đây, máu hay là xuống dưới nhện. Tiếp tục cái xuất huyết nữa là xuất huyết trong não thất. Thì xuất huyết trong não thất là nó do những cái mạch máu trên cái thành não thất này nó rách, nó đổ máu vô ha. Hoặc là từ nhu mô não, ví dụ như bệnh nhân bị dập não xuất huyết vùng lân cận, hoặc là một xuất huyết mà trong một bệnh cảnh khác, ví dụ như trong xuất huyết do tăng huyết áp á, nhiều khi cái máu nó chảy ra áp lực cao quá nó xé rách nhu mô não, xé rách cái phần nhu mão, sau đó đổ vô cái não thất, thì lúc đó nó cũng có máu bên trong não thất luôn. Thì bên trong nó sẽ có chứa dịch và có thêm máu, thì đôi khi mình thấy được cái mức dịch máu chỗ này ha. Thì đây là cái não thất bên hai bên nè, còn cái vị trí này là máu trong đầu. Dịch phẫu này nó rồi, nó thất gì? Thất gì? Não thất ba. Và cái não thất của bệnh nhân này có bình thường không? Giãn ha. Thì thường mấy cái xuất huyết trong não thất nó gây tắc nghẽn cái đường lưu thông mà, cho nên nó thường giãn cấp tính ha. Ở đây máu, cái máu cục nè, rồi phía dưới này có máu lắm, phía dưới này mình có bị máu phía dưới này. Rồi, tiếp tục dập não là tổn thương trong trục ha. Dập não thì trong nhu mô não mình á, khi chấn thương thì cái não nó sẽ đập vô cái gì cứng, nó đập vô nó sẽ bị dập, thì nó có gì, có xương, nó có liền não, liền tử não, cho nên những vị trí nào mọi người thấy là nhu mô não nó gần xương hoặc là gần những cái liều não, liều não thì nó sẽ tần suất nó sẽ dập não nhiều hơn những vị trí khác. Tại vì một số trường hợp mình chụp CT vô bệnh nhân, vô bệnh nhân té cái đùng vô, chụp CT ra giờ hỏi cái này là tổn thương dập não xuất huyết hay là tổn thương bị xuất huyết não do một cái bệnh cảnh đột quỵ, thì làm sao? Nhiều khi người ta té đó mà đâu phải là té đó nó gây xuất huyết, hay là vì cái tổn thương đó làm cho người ta té xuống, tổn thương nó bị trước thì nhờ máu hay là xuất huyết thì nó té xuống, hay là cái đó té xuống rồi nó bị nó, mình phải phân biệt ha. Thì một trong những cái yếu tố giúp mình phân biệt cũng ví dụ là cái vị trí ha, vì những cái vùng tổn thương của mình thì nó rơi vô cái tần suất thường gặp của dịch não xuất huyết thì mình nghĩ trước và mình thêm đặc điểm của cái tổn thương nó nữa ha. Nhưng mà vị trí là một trong những cái cũng giúp mình bổ sung thêm trong cái phần cho nó phân biệt đó. Thường gặp ở đâu thì thái dương hết 50% rồi ha, 50% khoảng gần 50% là thùy thái dương. Rồi sau đó là những cái thùy lại như trán, cạnh đường giữa hay như thùy chẵn thì nó sẽ ít hơn. Thì bệnh nhân nãy nói mọi người, nhưng mà té đó vô chụp thấy xuất huyết ở vùng thùy chẵn thì thấy nhiều khi cái chấn thương nó không phù hợp lắm, nhưng mà mình chưa có loại trừ hẳn, mình sẽ dựa thêm những cái khác nữa ha. Rồi thân não, tiểu não cũng có thể bị như những trường hợp nào ở thùy chẵn, hoặc là thân não, tiểu não thì trong những cái trường hợp mà cái vùng sờ não nặng nó hay bị những cái vùng đó. Rồi và dập não nó cũng sẽ hay tại những cái vùng vỡ sọ, lún sọ, hoặc là bị đụng trúng bên đây nhưng mà nó bị dập não bên đây, mọi người cũng có luôn nha, bị đối bên á. Rồi là nhớ nó phải liên quan cả chất trắng với chất xám luôn, có thể là chất xám không, nhưng ý là bắt buộc là nó phải có chất xám. Bắt buộc phải có chất xám, vậy chứ không thể nào mà vô chẩn đoán bệnh nhân nó có tổn thương chất trắng không à. Chất xám chừa lại mà mọi người đọc dập não lẫn sai, không thể nào mà dập chất trắng trừ chất xám ngoài được hết á. Nó bắt buộc dập nó phải chất xám, rồi sau đó nó hơi bị chất trắng luôn, chứ không thể nào mà chất trắng trừ chất xám ra lẫn sai.
đó cũng là cái để mình phân biệt như cái nó viêm u sao ví dụ vậy đó ha. Rồi trong hình này là những cái vị trí thường gặp đó, thì nãy nói chỗ nào mà gần nhiều xương là nó sẽ dễ gặp, thì những cái màu đỏ là những cái hay, cái tần suất nó hay gặp của dạch não ha. Màu đỏ mọi người thấy cái vùng sàn sọ nè, vùng sàn sọ của mình là xương đúng không, cho nên là những cái vùng dưới sàn sọ nè, sàn sọ cạnh đường giữa là ngay cái liền não của mình nè, và màu xanh nó sẽ là ít gặp hơn. Đây là một cái vị trí này dạch não xuất huyết thì thái dương phải hết chưa, còn đâu nữa không? Đây mọi người, đây trán phải nữa ha, trán phải nữa cũng có thể thành xuất huyết trán phải chỗ này luôn. Thì những cái giai đoạn mới á, chẳng hạn như mới bị tai nạn thôi, thì cái vùng dập não đó đôi khi nó chưa có phù, chưa có dập nhiều, mình sẽ chưa có nhận diện được trên CT, nên nhiều khi vô chụp cũng có thể đập bình thường, sau đó vài tiếng vài giờ mình thấy cái tổn thương nó sẽ hiện rõ hơn ha. Và ban đầu nó sẽ là cái vùng dập đó là cái vùng mà có thêm dịch cho nên nặng độ nó sẽ thấp xuống, và bên trong cái vùng đó nó có thể nó có xuất huyết, thì xuất huyết có thể dạng nốt hoặc là dạng khối bên trong. Rồi. Như hình này sau đến 1 đến 2 ngày thì bắt đầu là nó sẽ xuất huyết nó tăng lên, nếu mà nó không có máu nó vẫn còn chảy thì nó sẽ có diễn tiến tăng dần lên ha. Thì ví dụ trường hợp này mọi người thấy nè, vô chụp mình thấy gì, vùng này có dập não xuất huyết không? Có, bên đây có không? Có luôn, bệnh nhân bị dập não xuất huyết thì trán hai bên ha. Có chỗ này là cái gì? Xuyến nhện. Và có một ít dập theo cái liềm não, thì đôi khi những cái mỏng mỏng dập liềm não giống dài thì mọi người sẽ khó phân biệt được đây là xuất huyết mang dưới nhện hay là đây là tụt nó dưới liềm xuống rất mỏng. Nên tại xuất huyết dưới nhện đôi khi nó cũng sẽ cạnh cái đường giữa đó, mình sẽ khó phân biệt. Thì sau đó 6 tiếng bệnh nhân được chụp lại thì mọi người thấy cái vùng dập não xuất huyết nó hiện rõ ràng hơn đúng không? Cái má tụ nó, cái thằng máu trong cái thằng dập não này nó rõ ràng hơn, nó to hơn nè. Và nếu mà diễn tiến mãn tính á, thì mình thấy là cái vùng dập não xuất huyết đậm độ nó sẽ hiện, theo thời gian cái vùng dập não xuất huyết hay vùng dập nó sẽ hiện rõ hơn ha. Máu tụ rồi mình nói cái máu trong đó nó sẽ hấp thu từ từ. Thì đây là 24 tiếng sau và đây là vài tháng sau chụp lại, thì cái vùng dập não đó mà nó thành nhuyễn não. Nhuyễn não là cái như mô não nó như nước vậy đó, mọi người thấy đậm độ tương đương dịch não tủy luôn ha. Còn cái này thì chưa, cái này qua là nhuyễn não là như dịch não tủy luôn rồi. Tiếp tục một cái nữa là tổn thương trục lan tỏa ha. Rồi nhìn hình đây là cơ chế của tổn thương lan tỏa đây. Mũi tên đỏ, mũi tên xanh, mũi tên đỏ là sao? Xoay. Đầu xoay và mũi tên xanh là sao? Nghĩa là đang di chuyển chừng là đột ngột ha, thế là cái tăng tốc hoặc giảm tốc đột ngột á, tăng tốc hoặc giảm tốc đột ngột, cái đỏ là xoay. Thì khi mà mình những cái cơ chế này khi mà xảy ra, lúc mà mình di chuyển tốc độ cao giống vậy á, mình dừng lại hoặc là đầu xoay á, thì lúc đó cái chất xám của mình với cái thằng chất trắng hoặc là những cấu trúc bên trong á, thì những cái đó nó sẽ di chuyển với cái tốc độ khác nhau. Khi mà mình dừng lại đột ngột, nó sẽ làm cho cái sợi trục là mình là chất xám là cái thân tế bào, chất trắng là những cái sợi trục, nó hiện ra dễ hiểu không? Thì khi mình dừng dậy hai hàng di chuyển khác nhau mình dừng lại, thì nó sẽ ảnh hưởng tới hàng cái chỗ mà thường cái chỗ nối của hai hàng á. Nói chung là tổn thương nó sẽ rơi vô cái chất trắng mà vị trí hay gặp là cái chỗ nối giữa trắng với xám á, những cái chỗ giao diện trắng xám, hoặc là những cái chỗ mà người ta gọi là cái khác nhau về mặt đậm độ, thì nó sẽ bị cái tổn thương chỗ đó nhiều nhất. Thì thường cái hình ảnh của mình là hay bỏ sót tổn thương, nhất là CT mình á, là mình thường là mình đặt bình thường, nhưng mà thực chất là có tổn thương mà CT mình không thấy nổi. Thì những trường hợp đó thì MRI sẽ giúp mình, thì cái độ nhạy phát hiện của MRI nó cao hơn, em đây nó có những cái chủ xung đặc biệt hơn để mình tìm được cái tổn thương. Thì khi mà mình đọc CT dưới con sọ não mà mình thấy bất tương xứng giữa lâm sàng với hình ảnh, ví dụ như bệnh nhân nó vô chấn thương
không may thì đưa mình đặt CT bình thường. Rồi lúc đó thì mình nên lưu ý lại là coi bệnh nhân này có tổn thương trục lên tỏ hay không để mình sót ha. Thì biểu hiện của nó ban đầu á, những giai đoạn đầu hoặc một số vùng mặt mình không thấy, mình cứ đặt bình thường thôi. Nhưng mà tổn thương trong cái sợ trục lên tỏ này là sợ trục nó bị tổn thương ha, nó sẽ có hai dạng. Một dạng nó chỉ là phù thôi thì nó sẽ là những nốt giảm đậm độ. Còn nếu mà cái tổn thương nó có bản chất là xuất huyết nữa thì nó sẽ xuất hiện là những cái nốt xuất huyết nhỏ rải rác. Thì em ra là giá trị đường nhạy và đột nhiệt nó cao ha. Tương tự những cái vị trí màu đỏ là những cái vị trí mà những cái nốt giảm đậm độ hoặc những cái nốt xuất huyết nó sẽ nằm. Mọi người thấy là nó chủ yếu là ranh giới trắng xám. Là cái vùng tiền trán thì thái dương chỗ này là nhiều trán đỉnh nè, cái một phần thái dương chỗ này là hay bị nhất. Và hoặc là cái phần sau của cái thể chai này nó hay bị. Và tiếp đến là những cái vị trí màu xanh, ví dụ như là cũng ranh giới trắng xám nhưng mà phần sau hoặc là phần trước thể chai, phần não, cái phần tiểu não là vẫn có thể bị nhưng mà tần suất nó ít hơn. Và thấp hơn nữa là nó sẽ ở trung tâm cái hình của cầu não giống vậy nha, cuốn não là màu tím nó ít gặp hơn nữa. Và nhớ nha, đặc biệt là ranh giới trắng xám mà nó hay bị nhất, và thể chai là cái phần sau thể chai này. Hình ảnh nó làm sao? Các hình ảnh nó chỉ có như thế này thôi mà bệnh nhân hôn mê và mình. Cho nên mình nhớ nó đặt CT mình thấy bệnh nhân nặng nề lắm mà mình đặt bình thường thì mình lưu ý. Hoặc là bệnh nhân rất là nặng nề mà mình đặt một nốt dạch não xuất huyết ở tiền trán trái này thì mình nên coi thêm có còn những cái nốt nhỏ nào khác mà mình đỏ sớm hay không. Mà nếu mà một bệnh cảnh nặng nề thì mà mình thấy những cái nốt mà nó nằm trên giới trắng xám giống vậy là mình được quyền nghĩ là bệnh nhân này có tổn thương trục lên tỏ ha. Và tương tự những khi đó chỉ là những cái nốt cho mọi người đây trong cầu não nè, ở cái cầu tiểu não nè, những nốt xuất huyết nhỏ vậy, tương tự nè, nhỏ mà có vỏ. Rồi thì đây là cái hình cho mình thấy giá trị của em trai nè. Bệnh nhân này nặng nề ha, lâm sàng nặng nề, chụp CT lên bình thường nè. Qua em ra mọi người thấy sao? Đây, những cái nốt đen đen này, những nốt xuất huyết trên em trai nè, rất là nhiều nốt mà CT mình không đọc được. Cho nên mình đọc bình thường không có nghĩa là nó bình thường trong cái bệnh cảnh cũng không được lan tỏ này. Rồi, tiếp tục, sắp hết rồi, đáng lên. Tổn thương xuyên thấu thì khi mà bệnh nhân vô với mình là có chẩn đoán là cái hình đạn bắn có một liên quan cơ chế là tổn thương xuyên thấu thì mình phải làm những cái việc này. Xác định đường đi có nghĩa là mình xác định là coi đường vào đường ra của nó là cái đường đi chỗ nào, đi từ đâu tới đâu. Rồi trên cái đường đi của nó sẽ phá hủy những cấu trúc nào, lan rộng ra sao. Rồi nhiều khi cái mảnh đạn nó có còn lại bên trong mảnh đạn hoặc là những cái dị vật nó còn lại bên trong cái não mình không, bao nhiêu mảnh nằm chỗ nào mình ghi nhận ra. Và đặc biệt là nhớ là xem coi nó có đi ngang cái mạch máu, nó gây tổn thương mạch máu không, thì mình sẽ đề nghị chụp thêm CTA ha, CTA CTV tùy trường hợp ha. Rồi thì đây mọi người thấy đầu tiên là cái mô mềm chỗ này là có tổn thương, xương sọ chỗ này khuyết sọ luôn, một lỗ khuyết sọ ha. Và cái đường đi đến khi viên đạn nó nằm lại chỗ này ha, tại cái viên đạn này là kim loại cho nên nó sẽ có ảnh giả kim loại nè, và đến cái đường đi nó sẽ có cù này và xuất huyết hay dọc theo cái đường đi của cái viên đạn này ha, mình sẽ ghi nhận ra. Tương tự bệnh nhân này cũng vậy ha, tổn thương này rất là nặng nề luôn rồi. Trên cái đường đi mọi người thấy không, bệnh nhân này tự tử rồi, xong bệnh nhân bắn vào đầu á. Xong rồi đây là cái tổn thương nè, theo cái đường đi của nó là nó những cái vùng xuất huyết nè ha, rồi rải rác có những cái nốt nhỏ nhỏ. Thì khi mà mình chỉnh cửa sổ thì nó là những cái mảnh đạn, mảnh nhỏ dị vật nằm bên trong, rồi có kèm xuất huyết trong não thất nè, trong rãnh não nè, xuất huyết trong dưới nhện là xuất huyết dưới nhện nè ha mọi người, trong não thất nè. Rồi khi mà mình chỉnh, mọi người thấy khi mình muốn xem rõ thì mình chỉnh nó của tổ xương, thì những cái trắng 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 này những cái mảnh dị vật á của viên đạn nó rải rác bên trong ha. Đây trong tim thì mình cái trường hợp đó, nói chung là tóm lại là trong cái sọ não là mình phải đặt hai cái cửa sổ, đừng có bỏ cái cửa sổ nào hết ha. Tiếp tục một cái nữa là dọc đầu mình qua cái tổn thương thứ phát nè, phát triển não. Và cái này là nổi như ám ảnh của bác sĩ cho nó ảnh mới vô nghề thì đặt không được, khó. Mọi người chưa quen, mọi người đọc không được, nhưng mà từ từ thì cũng sẽ đọc được thôi.
mới đầu thì thấy khó ha, nhưng mà nó cực kỳ quan trọng. Cho nên trong một số tài liệu người ta khuyến cáo cái rồi tôi quan tập của mình á, người ta nói là mình thấy tổn thương nó rồi mình nên đi tìm cái hiệu ứng khối trước khi mà mình làm tiếp những cái khác. Người ta sợ mình bỏ sót, tại vì nhiều khi bệnh nhân không chết thì cái phong nó tụ này là chết trước vì cái thoát vị não này. Thì thoát vị não là sao, mình có chia ra tầng trên lèo dưới lèo ha, trên lèo mình chia ra bên trái bên phải. Thì nếu mà cái nhu mô não nó chạy, nó bị chèn ép á, thì không, nó chạy từ bên này qua bên kia, mà từ khoang này khoang kia hay từ trái qua phải hoặc từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, thì đó là thoát vị não. Đây là những cái loại thoát vị cá nhân mình hay gặp nhất luôn á, là thoát vị dưới lèo nè, cái lèo não mình tới đây á, cái lá lèo cứng nó dừng tới đây thì nó còn khoảng trống thế này, thì cái thoát vị bên cái hệ tổn thương bên trống chỗ là bên trái, thì cái phần nhu mô não bên đáng cầu bên trái này nó chưa bên phải, thì là thoát vị dưới lèo. Mình thấy đó là nó chưa qua ha, là thoát vị dưới lèo. Và cái thứ hai là thoát vị qua lèo hướng xuống nè, còn phần nhu mô não thì nó dương, nó từ đây nó chui xuống, hoặc là ngược lại, tổn thương ở dưới lèo nên có thể nó từ dưới nó chui lên. Mà cái chui lên là cái gì lên? Tiểu não đúng không? Cái thì cái dương nằm trên lèo nè. Rồi, cái nữa là thoát vị trung tâm nè. Nhiều khi thoát vị hai bên thì cái phần trung tâm nó sẽ chui xuống. À, thoát vị qua hộp sọ, một số trường hợp bệnh nhân mở sọ đó, mở sọ thì nó tiết sọ chỗ đó thì nhu não nó sẽ chui qua cái chỗ tiết sọ đó. Rồi, cái thứ cuối cùng nó là thoát vị hạnh nhân tiểu não. À, còn thoát vị qua lèo hướng lên nữa ha. Và thoát vị hạnh nhân tiểu não, cái phần hạnh nhân tiểu não nó chui tọc qua cái lỗ lớn chui xuống dưới. Này chẳng có gì tụ máu gì dưới này cứ mấy cầu bên trái và có hiệu ứng khói ha, đẩy đường giữa lệch phải, ép mặt rất bên trái. Bệnh nhân này có thoát vị, một cái phần của cái hồi đai chỗ này nó chui qua nè, mọi người thấy bình thường á, cái này nó chui qua luôn. Thì những cái dấu hiệu của thoát vị dưới lèo là nó chạy đó. Đầu tiên là cái quan trọng là mình thấy hồi đai nó sẽ chui qua, chui từ bên đây nó chui luôn, phía bên bán cầu còn lại á. Tại nhiều trường hợp nó cũng có ép não thấp, nó có đẩy đường giữa, nhưng mà cái hồi đai nó chưa chạy thì mình đâu đặt thoát vị đâu, không biết không? Hiệu khó nhẹ thôi. Thì những dấu hiệu dưới mọi người có thể thấy nè, ép não thấp, đẩy đường giữa thì mình có thể thấy cái hồi đai nó chưa chạy ha, mà lại nó chạy qua và cái bờ tự do là cái bờ dưới này đưa bên bán cầu bên kia, và nó sẽ ép vào nó cùng bên là hiển nhiên rồi, và nó sẽ làm rộng não thất đối bên. Là tại sao tự nhiên đập bên đây có liên quan gì mà sao tự nhiên đập, có liên quan tới cái đường lưu thông của dịch não tủy đúng không? Nó giãn chứng tỏ là có ảnh hưởng tới cái đường di chuyển của dịch não tủy rồi. Thì chỗ này mình sẽ có cái gì mọi người? Giữa cái não thất nó có cái gì? Lỗ gì? Monroe. Nó thông từ não thất bên với não thất ba đúng không? Thì khi mà nó ép mà nó đi bích cái lỗ Monroe đó, thì cái đó nó mạch mạc bên đây nó vẫn có tiết dịch đúng không? Thì khi mà nó vẫn có tiết nhưng mà nó lưu thông nó bị cản trở lại á, thì nó sẽ ứ lại cho nên sẽ giãn não thất đối bên. Mình không cần học thuộc lòng, chỉ cần hiểu là mình sẽ nhớ bài thôi. Đi như cái máu tụ mà mềm cứng, cái mềm cứng mọi người đừng có tụng là tụng con khớp sọ hay là con tụng con khớp sọ mà không nhớ nổi, mình chỉ không hiểu hay là mình thuộc bài à. Và mọi người nhớ là cái nhánh động mạch nó nằm theo đường giữa là động mạch gì? Trước giữa sau? Trước. Cho nên khi mà cái hồi đai nó chạy vô chạy thì nếu trên đường đi nó gặp thằng động mạch não trước thì nó có thể ép thằng động mạch não trước, lúc đó nó từ bệnh cảnh cái khung hồi não nó sẽ chuyển qua bệnh cảnh đột quỵ, nó sẽ làm gây nhồi máu, do nó tắc động mạch não trước đó chuyển làm nhồi máu với động mạch não trước. Rồi. Tiếp tục cái đó thì cũng dễ nha, bắt đầu qua cái khó hơn nè, thoát vị qua lèo hướng xuống. Mà thật ra mọi người nếu mà không đi thực tập nhiều á thì mọi người sẽ không có gặp được thoát vị nhiều đâu. Xuyên xuyên tôi biết là mình đi giờ đẩy ha, chứ mình từ não nhiều á mình sẽ thấy. Rồi thì lúc này nó không phải là hồi đai nữa mà nó là mở móc, năng mở móc của cái thị thái dương này nè, hoặc là cái hải mã nó sẽ chui xuống. Thì mọi người sẽ thấy ha, nó chui xuống thì sao? Bình thường mình đây là cầu não thì phía trước nó là cái bể gì? Bể chân yên ha, bể chân yên. Thì nếu mà cái mở móc này nó chui xuống
hoặc là cái tùy thái dương nó chui xuống thì nó sẽ cái hải mã nó chui xuống thì sao? Đầu tiên là mỏ hóc nó chui vô, nó sẽ chán vô trong cái bể trên yên, nó làm bể trên yên của mình biến dạng hoặc là mất luôn. Nếu mỏ hóc bị nhiều nó xóa luôn cái bể trên yên luôn ha. Rồi cái thứ hai là cái hải mã của mình á, cái hải mã nó ở phía sau hình này mọi người thấy được, cái hải mã mình nó chui xuống á thì nó sẽ làm biến dạng cái bể quanh của não sinh tư, cái là cái mặt cười của mình giật méo luôn, mình thấy luôn ha. Thì đó là hai cái cấu trúc nó có thể đi. Thì thường xu hướng là khi nó đẩy á thì nó, tại vì cái này là cái lều của mình, nó sẽ có cái lỗ chính giữa này đúng không, thì những cấu trúc mà bị đẩy thì bắt buộc nó phải đi vô trong đi xuống dưới, thì cái mỏ hóc này cũng sẽ đi vô trong đi xuống dưới, hoặc là các hải mã nó cũng sẽ đi vô trong đi xuống dưới. Hải mã thì nó chui xuống nó sẽ gây biến dạng bể của não sinh tư, còn cái thằng mỏ hóc này nó sẽ gây biến dạng cái bể trên yên của mình. Ngoài ra thì khi nó chui xuống dậy á, cái mỏ hóc nó chui vô thì nó sẽ vô tình nó làm rộng cái bể dịch tẩu tủy cái chỗ này, giống như nó chêm vô vậy. Mọi người tưởng tượng như cái bàn, cái xác như cái này thì mình chêm cái gì vô thì cũng nó sẽ đẩy cái bàn đi, thì nó sẽ đây rộng rộng cái khoảng này ha, cái khoảng này sẽ là bể bắt cầu tiểu não đây, rộng bể cầu tiểu não mà cùng bên, thì bên nào chưa xuống thì rộng bên đó thôi ha. Và nhớ khi mà mọi người hay đọc rộng bể bắt cầu tiểu não cùng bên thì mình phải coi có cái lát cắt nó có đối xứng chưa ha. Nhiều trường hợp nó không có đối xứng, nhưng mà như này thì mất bị rõ thì ông nói nhiều trường hợp cắt nó méo, cho nên một bên mình thấy cái bể nó nhỏ, bên thấy bể bự, cái mọi người kết luận liền là rộng, là coi chừng nó sai rồi. Cuối cùng là trong cái bệnh cảnh này nó sẽ gây nhồi máu động mạch não, mà não sao mọi người nhớ não sao nãy không, nó sẽ vòng cái vùng tai giác quân lý xong nó ôm theo cuốn não, nó vòng ra cái phần thân não á, cho nên liên quan tới vùng này nó sẽ dính tới động mạch não sao nha. Nhìn ra được thông vị không? Đây là cái thân não của mình nè, cái một phần của cái hố yên, cái phần xương chỗ này nè, mọi người thấy chỗ này cái bể dịch tẩu tủy nó biến mất rồi. Đây có một phần nó tụ nè, có tụ gì đây? Ngoài dưới. Dưới. Và nhu mô não nó bị ép, ngay cả cái thân não nó cũng bị ép đi mọi người. Nhiều trường hợp nó đẩy cái cuốn não của mình, bình thường cái chữ B nha, nó ép cái cuốn não mọi người không nhìn thấy cái chữ B rõ luôn, chỉ thấy thoáng thoáng một cái hai cấu trúc nó là cái cuốn não thôi, chứ mình không có còn nhìn rõ cái chữ quê, tại vì cái bể trên yên, bể giang cuốn như là bị ép hết rồi. Thì đây là cái nhu mô não nó chui vô nè, mà nó chui vô, nó chui vô nó là biến dạng cái bể trên yên chỗ này. Và nhiều trường hợp mình sẽ dựng cô nô lên mình xem, này nhu mô não bắt đầu nó chui xuống nè ha, nó chui xuống chỗ này, và kèm ở trên đây là hốc vị dưới liền mà ha, từ bên phải qua bên trái nè. Tiếp tục cái cũng khó hơn nữa, ít cảnh hơn nữa là phù não. Thì phù là sao? Là nó tăng cái dịch bên trong cái não của mình ha, rồi cũng tăng lên cho nên những phù não nó sẽ to ra, rãnh não bể não của mình nó sẽ không có rõ ràng nữa, não thóc thì nhỏ, trên giới nắng xám thì mình không thấy rõ ràng luôn. Và có một cái dấu hiệu rất là hay là dấu hiệu tiểu não trắng, là do lúc đó là cái hàng đại não của mình nó bị thiếu máu, nó bị phù lên, là hàng tiểu não thì nó bình thường, cho nên vô tình nó làm cho cái đậm độ của cái tiểu não nó cao hơn so với cái đại não, nó hiện ra màu trắng thì mình gọi đó là dấu hiệu tiểu não trắng. À, một cái dấu hiệu nữa là dấu giả xuất huyết khoang dưới nhện, có nghĩa là trong trường hợp phù não rồi thì cái não nó giảm xuống, nhưng mà những cái màng não á, cái đậm độ bình thường nó hơi cao nhẹ, bây giờ nó nổi bật lên, khi mình nhìn vô mình tưởng là cũng như cái nhận thì nó sai ha, cho nên lưu ý xem kỹ là những dấu hiệu trên trước khi đọc trong cái bệnh cảnh phù não này, các bệnh đọc cái nhận sai. Hay mọi người thấy nè, rãnh não thì không rõ ràng, trắng xám cũng không rõ lờ mờ ha, không có rõ ràng, đây cũng vậy, bên đây là trắng xám không còn thấy luôn, và tiểu não một phần tiểu não nó xuất hiện ra màu trắng nè, đây phù não nè, rãnh não bể não thì không có rõ ràng ha, và lúc đó những cái màng não của mình nó vô tình nó hiện lên đậm độ cao, giống vậy cái mình đọc xuất huyết nhận nó sai, nhìn lại xung quanh đi, trắng xám nó không phân biệt hết rồi, đây là giả xuất huyết nhận trong bệnh cảnh phù não. Đáng nhớ hiện tiểu não trắng rất là đẹp ha, trắng xám của tiểu não nó còn, nên khi nó còn đại não thì không có rõ ràng nữa ha, rãnh não thì không rõ luôn.
trắng sáng không phân biệt được. Rồi cuối cùng là di chứng. Rồi di chứng thì nó tương tự như cái mặt trận não xuất huyết nãy có nói, mọi người đó mạng tính đó. Thì từ từ cái ổ dịch não xuất huyết nó bị đạn vào tới xử lý từ từ cái thằng hốc dịch luôn ha. Thì những cái hốc dịch này là tổn thương cũ rồi, thường nó sẽ kèm theo với lại kéo. Chẳng hạn như nếu nó bị cái vùng này nha, nếu nó dịch não xuất huyết vùng này mà nó cũ đi rồi, nó sẽ có xu hướng nó sẽ kéo rộng cái sừng trán nó tới bên này về phía nó. Nếu mà bị sừng chậm thì nó sẽ kéo sừng chậm. Và những cái rãnh não lân cận nó cũng có thể rộng ra ha, để đánh giá. Trường hợp mà mọi người thấy nó như dịch não tỉ như là mình đập nhiễm não luôn ha. Còn nếu mà những trường hợp mà nó chưa như dịch thì đừng đập nhiễm não, đập tổn thương cũ thôi, đừng đập nhiễm não là thành dịch luôn rồi. Rồi tóm lại thì khi mà mình đập chấn thương sọ não, đây là slide cuối cùng mọi người, thì mình sẽ đập sao, đập từ ngoài vô trong đi ha, đập từ mô màng, xâm đập với những cái tổn thương mà nguyên tắc ngoài trục như là tụ máu ngoài màng cứng, dưới màng cứng, dưới dĩa nhện thì ha. Và nếu mà có thì mình coi xương sọ có nứt thì coi có tụ khí nội sọ, hoặc ngược lại coi tụ khí nội sọ thì mình coi xương sọ nó có bị nứt không, đặc biệt là những vị trí cái xương chuẩn là những cái xoay. Sau đó mình lắng vô mình xem như mô não coi vỏ não cũng có bị gì không, cái trắng bên trong có bị gì không, rồi xem vỏ não cái trắng là cái sáng sâu, rồi cuối cùng là nó phát có rất mạch mạc. Và lưu ý là còn cái cửa sổ xương nữa ha, vậy là có thể đọc cái sọ não được rồi đó. Thì bạn nào đang đi chợ rẫy thì tranh thủ chợ rẫy là một nhà bên đó luôn á, với lại gia đình cũng nhiều các bạn, gia đình cũng rất là nhiều chấn thương sọ não, hai bệnh viện đó rất là nhiều. Rồi hết các bạn đã hỏi rồi.